Bực mình ghê ấy. Chán mạng ghê, điên thật. Đã biết là mạng hay máy đó, mẹ đáp mẹ đi cho nó xong rồi, mệt mỏi. Ok, nhắc lại nha. Đang lá cả máy, đang lá cả Hoài ơi. Đau đầu vì cái máy thì mất. Đây là mạng hay máy, tao chán lắm. Áo bảy bóng còn nha. Mọi người ơi, hôm nay là tao sẽ chốt. Im mồm đi đừng đá tao bực mình. Nhưng đã từ nãy giờ tao rất là điên người rồi. Hỏi toàn những câu những lầu. Mỏ là cái cam sao ấy. Mọi người ơi, like bếp cho mình nha, bếp mèo phò nha. Rồi ok nha, ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay nha, tao chốt trên like luôn. Bây giờ tao khi đứa nào lấy cái gì thì lấy cái đấy. Bộ ngủ này 90k. Bộ ngủ này 90k nha. Bộ ngủ này 90k, bộ hoa quả đứa nào lấy. Đứa nào lấy báo tao để tí tao inbox lại nha. Nhắc lại, đéo ăn được, đéo ăn được thì đạp đổ à. Nhắc lại nha, rất là điên luôn, dạo này rất là điên người luôn, thật luôn. Mấy hôm nay tao còn bị đau mắt nữa. Lau cái cam đi đã. Chứ đéo biết nè. Thế này đã rõ chưa mọi người ơi? Thế này đã đủ rõ chưa? Nhắc lại nha, bộ hoa quả này 90k. Quên. Hôm nay ngày bao nhiêu chúng mày? Tao quên mẹ rồi, ngày 25 à. Please. Ok. Chúng mày cho tiền tao đi để tao mua máy mới. Nói ngu vậy là. Tiền thì đéo có, xong mua máy cái đéo gì. Tao trả góp còn chưa hết đây này. Mua cái đéo gì mà mua. Nhiều. Nhắc lại, bộ này chỉ có Hải Nam Trần ơi. Bộ này à, bộ này là tầm là, bộ này là chỉ có một size thôi. Tầm là khoảng 55, khoảng không, khoảng phải 57-58 kg đổ lại mặc vừa nha. Bộ hoa quả là cực đẹp luôn. Hôm nay là nhiều khách inbox là khen đồ tao đẹp lắm mà tao sướng lắm nha. Hải Nam Trần ơi, Hải Nam Trần ơi, mày lấy
Mày mày là mày ấy lại đi. Chốt lại cho tao cái nào. Mẹ chào cái gì mà chào. Cái lũ kêu tao chào là tao không bao giờ tao sẽ tao không quan tâm, tao không bao giờ, không bao giờ được tao làm tên luôn nha. Đây. Bộ này 90k ai chốt lại là cái thằng gì Trần kia chốt lại cho tao đi. Nhanh nào chốt đi. Hôm nay thắc mắc gì? Một là trả giá, hai là hỏi có free ship hay không, ba là kêu hàng xấu hay hàng xấu hay hàng fake, hay là nói chung là chê hàng hoặc là đắt rẻ, ta sẽ không bao giờ ta trả lời nha. Ta chỉ trả lời những cái thông tin tin chính của tao, và ai ưng thì mua, mua thì đi ra chỗ khác nha, đéo cần. Nhắc lại, ai mua bộ này thì là chốt cho tao. Và cái thứ hai nữa, nếu đặt hàng treo block luôn nha. Đi đâu chơi à con Hoài? Bộ này 90k nha, khoảng 5-7-5-8kg đổ lại mặc vừa. Bộ này rất là đẹp luôn. Đây. Bây giờ khổ rỡ ra thì nó lại bung tí bét lên. Hôm qua đi chơi vé vào cửa là 270 ở thiên đường, à đi ở thiên đường Bảo Sơn đấy. Ship 30k nha. Đúng rồi, bởi vì sao tao gửi là giao hàng tiết kiệm, nghĩa là sao? Nội thành Hà Nội. Nội thành Hà Nội à đâu? Đúng rồi, nội thành Hà Nội là cái gì nhỉ? Nội thành Hà Nội là 22k. Còn ship nhanh là mất 30k nha. Đứa nào mà mất 30k ở nội thành Hà Nội là tao ship nhanh đấy. Hiểu không? Còn ship chậm là mất 22k. Ngoại thành nói thật nhá, tao nói lại nói về tiền ship. Lại nói về tiền ship là gì? Thật sự là tao rất là ngu luôn và tao rất là thương bọn mày là sao? Nhiều đơn ship hẳn 50.000 mà tao chỉ có báo 30.000 và tao chỉ ship cho chúng mày 20.000. Tao nói thật luôn, địt mẹ mày tao. Tao đéo hiểu sao là địt mẹ mày tao sinh ra là địt mẹ mày toàn thương người thôi. Nhưng mà chúng mày đéo thương tao. Cái thằng Trần Việt An kia mày thích làu bào không? 43kg không mặc rộng nha. Tao đây 50kg. Này là mặc vừa. Còn mày là không mặc rộng đâu. Đây, bộ này là 90k, bộ ngủ 90k, đấy là cái thằng Tấn cái gì kia, mày đặt thì mày không có mình lại à? Nha. Nhắc lại ai lấy thì chốt. Tao lấy bộ hoa quả để tí tao inbox chốt lại. Nếu như mà chốt hàng để trêu tao, tao block luôn. Hôm qua đi chơi trên đường Bảo Sơn thì có rất là nhiều trò hay. Nhưng mà làm sao địt mẹ mày đấy, tao nhắc lại cái vụ hôm qua cái chỗ thiên đường Bảo Sơn là gì? Là địt mẹ tao bị lừa. Tao bị cái thằng có chơi cái trò chơi cái đéo cái bước chân kỳ thú với cả đu đu cái đéo nó lừa tao chúng mày ạ. Tao thề luôn, địt mẹ tao nói dối tao làm con chó chúng mày luôn. Tao không làm ăn cái trò đấy. Áo ra áo thì ship ra ship. Đi thiên đường Bảo Sơn thì nhiều trò lắm, combo vé 270k là vé vào cửa, được chơi khoảng 20 trò chơi sao ấy, nhiều trò hay lắm. Nhưng mà có mấy cái trò mạo hiểm là thì mày hãm lồn thôi, là tao đéo chơi được. Bộ chuối có chuối. À chết mẹ tao rồi, bộ chuối tao không cầm ở đây. Bộ chuối còn nha chúng mày ơi, ai đặt bộ chuối? Đi thiên đường Bảo Sơn, Ngọc Sơn cái gì? Hà My ơi, mày đẹp hay không tao không cần biết, ưng thì mua thế thôi nha. Con Hà My tao block luôn, chỉ vào kiếm phim. Tao thì tao thèm ôm cái thằng áo xanh
Tao thèm, tao mà thèm cái ôm cái thằng áo xanh đấy á, xấu như chó ấy. Tao còn chưa chửi cho hai cái thằng đấy là mày nha, nó lừa bố mày. Bộ chuối to có nha, bộ chuối to 90k, đứa nào lấy thì chốt cho tao. Mà bây giờ tao tao giơ bộ nào lên thì chốt bộ đấy, bộ hoa quả có đứa nào lấy không? Tao vừa bán hàng, tao vừa review ấy thì làm sao con kia? Không đọc cáp ở status của dưới à? Bộ dưa hấu Nguyễn Thanh, Nguyễn Phương Thanh. Con Nguyễn Phương Thanh ơi, hai sản phẩm tao mới ship nha. Mày mua thêm gì không? Con Thanh Phò ơi. Để tao chốt luôn cho à. Để tao chốt luôn Nguyễn Phương Thanh, nhắc lại tao nhắc lại mà không thấy mặt là đi đà mày tí tao chờ tao tìm Facebook tao block luôn nha. Đấy. Mỗi mẫu tao chỉ còn vài bộ, nên làm ai muốn mua thì chốt nhanh còn kịp. Còn không hết hàng đừng hỏi tại sao là lúc nào tao cũng hết hàng nha. Ship hả? Có ship toàn quốc. Thế thật là tao bị yếu tim, nên là tao chơi cái trò đấy là tao xong mặt như tao như bị một thằng phê cần luôn. Lê Gia Bảo ơi, mày có lấy bộ chuối không? Lê Gia Bảo ơi, Lê Gia Bảo ơi, Hà Lâm à, đây Nguyễn Phương Thanh em, mày có lấy không? Phạm Quỳnh Thơ, Phạm Quỳnh Thơ ơi, em lấy bộ nào? Phạm Quỳnh Thơ ơi, em lấy bộ này à? Đây nha, bộ này là có đây nha, bộ hoa quả đây nha, nhìn thế này. Có bộ đu đủ cái gì cơ? Hỏi kính và lốc luôn. Con Đỗ Ngọc Trang. Áo xẻ vế còn nha. Nguyễn Quyền ơi, Quỳnh Thơ em lấy bộ gì vậy? Quỳnh Thơ đâu rồi? Quỳnh Thơ đâu rồi? Có từ từ. Phạm Quỳnh Thơ. Ta bài lốc đó là hỏi kính là một, hỏi hãm lồn là hai, là ta bài lốc luôn. Ai mà hỏi những cái gì mà tao chưa like đến thì là từ từ đi. Có ai lấy bộ hoa quả được không? Quỳnh Thơ đâu rồi? Con Quỳnh Thơ đâu, mày có lấy không? Không lấy là chí tao block mày luôn. Bơ sao làm đéo gì? Cái gì là Giang Chí Hiếu là ông nào? Lấy bộ nào? Bộ hoa quả này ai lấy lớp không? Ai lấy không? Cái thằng Sĩ Đạt kia bộ chuối đen là bộ nào? Làm gì có bộ nào bộ chuối đen?
Con Phạm Lan Bông này. Chặn luôn. Ở chơi ở Thiên Đường Bảo Sơn thì nhiều trò chơi lắm. Nói chung là tao thích đi là ok, đi vào team là ok đấy. Tại vì là rất là nhiều trò chơi luôn. Tao kể là cái trò gì, nói thật luôn tao vẫn phải nhắc lại đi. Tao thù cái thằng tên là Vinh. Thằng tên là Vinh nha, thằng Vinh mà lồn nha. Mày lừa bố mày chơi cái trò đấy, tao đã nói là tao bị yếu tim cái trò chơi cuộc đua cái gì bước chân kỳ thú và cái gì đu dây cái đéo gì đấy, là làm sao là tao đã bị yếu tim. Nó dặn tao là này, tao kể cho hí hửng thì bố thôi. Lần đầu chơi thử thế là tao mới bảo là lần đầu chơi thử tao bảo là thế, nhưng tao sợ tao bị yếu tim lắm, mày đừng mày tao không chơi đâu. Nó bảo thôi anh ơi chơi đi vui lắm thích lắm. Tao bảo không, tao không chơi. Nó bảo anh ơi lên đi chơi vui lắm. Đi mẹ gì, tin người. Chúng mày biết là tính tao hay tin người, tao dễ bị lừa mà, tao dễ bị bùng hàng mà. Thế tao tin người, tao lên tao bảo là nhưng mà bây giờ phải kẹp tao đứng giữa. Thì tao cứ nghĩ là gì, nó có ba cái dây cáp đúng không, nó có ba cái dây cáp thì là gì, để bố mới kể chuyện cho mà nghe, để kể chuyện đêm khuya với con lưng lồn là gì, là tao tưởng nó kẹp tao đứng giữa đây, ví dụ đây cái chai trà sữa đây, ba đứa thì ví dụ thì ba thằng áp vào nhau, ba thằng áp vào nhau là như này, tao đứng giữa, hiểu không? Tao như thì mẹ mày như con chim đứng giữa hai đứng giữa hai cái lồng là gì, nó sẽ bảo vệ tao. Nhưng mà nào ngờ cái thằng chó cái nó chạy trước, nó lừa tao, nó chạy trước. Tao kêu là mày ơi đợi tao, mày ơi đợi tao. Thế là tao mới bị lừa. 86 có gạt đéo có, mày giảm cân mẹ mày đi rồi mua đồ. Nha. Thế là gì? Nó chạy trước. Tao với một chị nữa cơ, thì mẹ hai bà chị mẹ mày. Có một chị nữa thì là hai chị em đứng giữa, kẹp nó kẹp giữa. Thì là thì mẹ nó chạy mẹ nó trước, còn một cái anh đằng sau thì cứ đi sau thôi, nhưng tao cũng thấy an tâm một tí. Nhưng mà thì mẹ hai chị em thì mẹ mình như kiểu như là vừa đi vừa xoắn đáy ra quần. Sợ hú hồn luôn. Tao van nại nó là mày ơi đi chậm chậm thôi. Sao mà tao kêu gào nó là cứu tao. Mà nó đi trước, nó cứ bảo anh ơi cứ đi nhanh càng tốt, đỡ sợ. Có chuối to nha, tháp xuống ơi. Thế là gì? Thế là nó để tao giữa một mình một trời vực. Đi thì mẹ mày đứng một tiếng đồng hồ, trời chưa giữa nắng, bao nhiêu người người ta đứng người ta nhìn, người ta quay phim như một thằng điên luôn. Như một thằng điên luôn mà tao gào thét, tao không quan tâm đến ai luôn. Mà thì mẹ tao bị lừa. Hai cái thằng đấy là không bao giờ tao gặp lại mày nữa mày nghe chưa? Tao gặp lại mày là thì mẹ mày tao bóc phốt mày. Thằng mà lồn. Hoàng Tuấn Tùng ơi, im mẹ mày mồm đi. Con Hoài em là con đệ của tao đấy. Đùa nhau vừa vừa thôi. Đây. Cái gì? Con là không bán hàng không có người như mẹ. Con vào mua. Cái gì? Ôi, mày nói gì? Nói gì vậy? Tao hiểu. Cả hai cái thằng này vào đây xem livestream luôn nha. Hai thằng này mà mày vào đây xem livestream mà tao đọc tên luôn cho mày chết mẹ mày luôn. Đây, nhắc lại bộ này là 90k, có ai lấy không? Bộ gái đầu xanh có nha. Bộ này là bộ hoa quả 90k mặc tim. Cứ đến lúc bố mày mặc cái bộ là chúng mày lại hỏi. Hỏi gì? Xong đến lúc tao dơ lên tao bảo là nhưng mà chúng mày lại đéo mua là đéo nào.
một thằng tên Vinh với một thằng nữa tao không biết tên. Cái thằng tên Vinh hôm qua nó vào nó comment chụp ảnh thì nhiều chỗ lắm, chỗ đéo là cũng đẹp. Mỗi tội là tao đi đúng hôm nắng thôi, buổi sáng thì cái hôm nắng thôi. Và công viên thì là vé 270 là vé vào thôi, còn free ship à, còn là free tất cả các trò chơi. Cái thằng Đạt Đồng kia, tao nói thật luôn, thằng Đạt Đồng nha, là làm sao tao rất là sợ mày luôn. Bởi vì sao? Là mày là rất là ít tuổi, tao không nói là trẻ trâu nói quá, mày ít tuổi nhưng là tao sợ mày lắm. Tao chưa chấm chốt cho mày. Thằng Đạt Đồng thôi tí nữa để tao chốt cho mày sau. Đây, bộ chuối đây. Chuối. Rồi nha, có mấy đứa tí tao sẽ bảo lớp Facebook luôn. Sĩ Đạt tao đéo bán cho mày. Bộ đéo là mặc vào cũng có người yêu, chẳng qua là chúng mày có biết mặc đẹp hay không. Mai tao up, mai tao up ảnh cho chúng mày xem. Rất là đẹp dai luôn. Cái thằng này, cái thằng Sĩ Đạt kia tao đéo bán cho mày. Mày hỏi nhiều lớp vừa thôi. Tao đã tính ra chúng mày là đi vào trong đấy là chơi được khoảng 20 hay là gì đấy, 20 là chơi đấy. Nói chung là nhiều chơi chụp ảnh lắm. Được cái là tao đi chơi tao không được thoải mái, nó thật luôn. Nổi tiếng thì nổi tiếng thật, nhưng đi đéo đâu cũng bị dòm ngó thật luôn. Cái chúng mày luôn là tao đi đâu, tao đi vào trong đấy đâu rồi đi. Trẻ con này nó bám theo tao, nó thật luôn. Mà tao đi ra tắm mà đéo đầu chung nó cũng bu lấy tao, thật sự rất là ngại luôn. Biết là mọi người yêu quý rồi nhưng mà rất là ngại. Thằng Trần Việt An kia 70k cả ship thì mày vào mày làm mà mày tao tặng à, tao bán cho mày rẻ lau nhá. Không phải Đạt Đồng ơi, bé không phải là mặc được. Tao sợ mày, mày là hay nhắn tin trêu tao nên tao không muốn trả lời. Thằng Cường là thằng nào? Nguyễn Quyền ơi, rồi nào Quyền là đàn ông hay đàn bà tí bố mày chốt cho. Thuận mày lấy cái gì? Áo chuối này mấy đứa ơi, áo chuối này. Có ai chốt áo chuối không? Để tao chốt luôn nào. Sĩ Đạt ơi, nói lần nữa là block luôn. Nói một lần nữa là block luôn. À bộ này là 90k nha mấy bé ơi. Bộ này là 90k nha. Còn cái áo chuối là 70k, áo phông 70k, bộ ngủ là 90k, váy suông là 90k. Còn là mấy cái váy mà váy thô ấy, chất vải thô ấy là 120k. Áo chuối 70k, chất cực kỳ đẹp luôn, tao nói thật với mày luôn này. Áo cực kỳ đẹp luôn, khách nhà tao là thích rất là nhiều luôn. Chẳng qua là tao không thích đăng là tao không thích đăng lên là những cái mà feel black của khách thôi nha. Áo có áo dứa, bộ dứa không có áo dứa. Chí Hiếu mày mua cái gì? Nhầm, xin lỗi ông anh. Áo chuối 70k thằng mấy thằng lồn kìa. Chúng mày thích free ship không? Tao nói chúng mày biết là tao bán hàng thì mẹ mày tư vấn cho chúng mày như con ở. Mẹ mày tư vấn là tụt máu luôn. Mà chúng mày chỉ vào chúng mày trêu đùa tao thôi. Mày điên à, mày tính nhá. Ta chỉ tính trung bình cho chúng mày, vé vào cửa là 270k. Mà chúng mày chơi 10 trò chơi thôi. Là gì? Ví dụ thôi, nhà ma là 1 này, xem phim là 2 này, hồ bơi là 3 này, đứa nào mạo hiểm thì thích mấy cái vòng đu quay là 4 này. Đấy, bước chân kỳ thú là 5 này, cây tao đu xích là 6 này,
Còn cái gì nữa? Chúng mày đi vào cá chép hóa rồng là 7 này. Vào đi thăm là khu khu cái gì nhỉ? Khu nói chung là dạng công viên, vườn thú là 7 là 8 này. Còn cái gì nữa không? Sắp tới là có rạp chiếu phim là 9 này. Rạp chiếu phim là 9 này. Vậy cái gì đó là 10, 10 cho à? 270 mà chia 10 chúng mày 27.000 một trò, không một tờ đắt. Nói thật với chúng mày luôn, tao tính rất là rẻ luôn. Nhưng mà chẳng qua làm sao, là tao, người tao yếu, người tao yếu, tao công nhận là người tao cực kỳ yếu luôn. Nên là đi chơi mấy cái trò đấy xong là không còn sức gì thì mẹ. Còn chỗ ăn uống nữa, còn nhiều chỗ ăn uống nữa. Là gì? Bà Trần Thị Bích Loan ơi, mua hai sản phẩm membership nha Trần Thị Bích Loan ơi. Trần Thị Bích Loan, Trần Thị Bích Loan ơi, mua hai sản phẩm mới ship nha bà kia. Áo này là 90k, áo chất cực kỳ đẹp luôn. Ngày mai tao sẽ up ảnh tao chụp với cái áo này lên cho chúng mày xem, cực kỳ chất luôn, thì bà mày không mua hơi bị phí. Tao đã nói rồi, cái gì xấu thì mặc cái đồ đéo gì cũng sợ xấu, nhưng chúng mày xấu mà chúng mày còn biết ăn diện ấy thì đảm bảo luôn này, địt mẹ mày có cái mặc rẻ rách lên người cũng đẹp nha. Vừa tao nói nhờ nói nó thiếu là gì, xấu mà đéo biết mặc thì mặc cái đéo gì cũng xấu, mà xấu mà biết ăn diện thì mặc rẻ rách lên người cũng đẹp, thế thôi. Ok, áo là 90, áo là 70k, áo cuối chị 70k nha. Trần Thị Bích Loan ơi, mua hai sản phẩm em mới ship nha. 90k. Mấy cái thằng ngoại cỡ kia ta không bán đồ ngoại cỡ nha. Áo chuối 70k nha. Đồ bộ có nhiều, rất là nhiều luôn. Đây. Đây. Bộ đồ bộ ngày hôm nay là tao tao coi như là tao bán hết luôn, bởi vì sao, mỗi mẫu chỉ còn cầm ship bạn đâu được. Lê ra bảo ôi ship 30k nha, nhưng mua hai sản phẩm tao mới ship. Để đi mua cái mạng chạy là sao? Mày ơi, tao súc vật này, súc vật còn có tác dụng với xã hội, còn như cái loại mày mà người ấy mà đéo làm gì được có ích cho xã hội thì tốt hơn hết là chết đi cho nó xong nha. Kèm theo nữa là 5 cây ấy. Thôi. Áo đỏ này 90k, áo đỏ này 90k, áo này cực kỳ đẹp luôn, rất là đẹp luôn cho chúng mày. Mày bán hàng rồi nó ăn cẩn thận vào, mày đừng có chịu. Giang Chí Hiếu, từ từ. Giang Chí Hiếu. Một bộ. Đây. Giang Chí Hiếu, ai mua hàng xong của em là chốt luôn cho em nha, chốt luôn cho em nha. Ai mua hàng của em xong là chốt luôn, chốt luôn xong thì inbox lại cho em để làm gì? Để tránh tình trạng là kêu em kêu, là em chửi vào mặt cho đấy. Đây, đơn của anh Giang Chí Hiếu nha, tí inbox địa chỉ số điện thoại cho em, đây em chốt xong của anh rồi. Đấy. Tao ship toàn quốc nha. Thằng Hải là à, thằng Hải ư, Hải bạn tao rất là đẹp trai luôn. Đây. Rất là chất luôn, ngày hôm nay là cho xin phép là được mặc đẹp nha mấy con gái. Ngày hôm nay là cho phép ta được mặc đồ đẹp nha mấy đứa lưng lồn. Thôi, không ta thích. Có ai lấy áo chuối nữa không? Con Hà Vi là con nào? Mẹ cái con Hà Vi, con ngu kia.
nha bọn mày ơi. AFC mèo phò kìa, chúng mày là vào live page cho tao nha. Cái gì kìa? Lâm Đạm, Lâm Đạm ơi, lấy hai bộ chuối hả? Cái gì Lân Đạm? Ôi giời, nghe Lân Đạm cứ như là phân lân không bằng. Nha. Hai bộ chuối à? Bộ hoa quả chuối hay là hai áo chuối? Mẹ con còn biết nào. Trà mi. Ok chị ơi, chị Trà My ơi, chốt luôn nha. Tí inbox lại cho em nha bà Trà My ơi. Bà mà không inbox lại nha là chết với tôi nha. Đấy, một áo chuối và một bộ hoa quả. Xong. Áo đỏ này một size, tất cả áo là một size hết, không nhắc lại áo này một size nha. Áo này là 90k, khổ nhắc lại, nhắc đi nhắc lại. Đây. Bộ dưa hấu này, ai lấy bộ dưa hấu không? Ok anh Giang chị Hiếu, tí em check inbox nha. Ai mà không, ai mà cảm thấy làm thì không được mình chào thì đi ra ngoài. Nói chung là chúng mày đi vào trên đường Bảo Sơn đi tìm thì rất là thích luôn. Nói thật luôn. Ừ thì nói chung là ừ thì gọi như là tao bị A đấy thì làm sao. Tao bị A tao cũng được tiền luôn đấy. Nên là bớt hãm đi. Nha chúng mày ơi, bộ dưa hấu này 90k, bộ dưa hấu 90k nha. Tiền ship là ship nội thành là 22k, ngoại thành là không phải 30k đâu mà là 33k, khoảng 30 đến 50k tùy. Nhất là Nghệ An là một, là Bình Dương là hai này, Bình Thạnh cái gì Bình Thạnh là cái gì gì ấy, là có mấy cái tỉnh là vùng sâu vùng xa sẽ là 50k. Nhưng mà gì, ai mua nhiều tôi hỗ trợ ship luôn. Tao thấy đầy người mua mà không thấy mày trả lời. Thì mẹ mày nó hỏi mua hãm lồn, tao trả lời làm gì? Tao xem không nhịn được. 70k không mặc được đâu. Bục mẹ nó chỉ rồi. Ở ngoại thành là 33k. Nhưng mà thôi tao toàn lấy cho bọn mày 30k, chỉ tính ra xem bớt mỗi đứa là 3k xem bao nhiêu tiền, bao nhiêu đơn. Mắc thế. Mắc thì thôi, mượn mày mua đéo đâu. Thôi. Mày chê đồ tao đắt thì thôi, cũng xin là block mày luôn để khỏi nhìn thấy đồ đắt. Ai mua áo dưa hấu không? Dơ lên nha. Áo bộ dưa hấu này cũng 90k nha. Tao không thích là đăng feel black của khách tao lên. Để làm gì tao rất mệt. Nhiều khách feel black, hàng người ta cực kỳ đẹp luôn. Nha. Đồ tao thì khỏi chê. Còn tao không thích nói nhiều. Bán hàng thế thôi. Đồ đứa, thằng nào bán hàng mà chẳng muốn khen đồ mình đẹp. Nhưng mà riêng tao là khen ít. Để làm gì? Để lúc nhận về đấy. Nó có một là gì? Là đéo hợp gu của người mua. Người ta quay lại chê thì người ta còn chửi tao ít. Mà địt mẹ mày cứ khen đồ đẹp nhiều là thôi về nhà nó chửi cho tung lồn lên đấy. Đây. Màu bộ này cũng đẹp luôn, tao rất là thích màu này. Màu hồng nha. Màu hồng nha, cũng 90k bộ dứa nha. Bộ dứa có hai màu, màu xanh và màu hồng. Bộ dứa có hai màu là màu xanh và màu hồng nha.
Là chị ơi, em nói em hỏi thật mọi người thôi, là như này, em hỏi thật mọi người nhá. Nếu như không phải là em nói thật là thế này, không phải là em chiêu trò gì. Đứa nào mà xem tao bán hàng livestream từ cái livestream đầu tiên, nói chung là từ lúc tao thì mẹ mày vào cái khởi nghiệp là bán hàng là gì? Từ lúc tao bán hàng là làm sao? Là rất tử tế. Tử tế từ cái livestream đầu, nhưng bắt đầu mức độ của tao, mức độ điên của tao sẽ tăng dần lên, bởi vì lý do vì sao? Ham lồn. Ngoan, nói thật luôn này. Ngoan đéo được. Bán hàng ngoan đéo được. Chẳng qua là những cái người ta bán hàng cho bọn mày ấy, tao khẳng định luôn địt mẹ mày nhá, nó không chửi sau lưng chúng mày, tao làm con chó nha. Người bán hàng không chửi khách sau lưng, tao làm con chó, khẳng định luôn. Chẳng qua là người ta không dám chửi chúng mày trước mặt thôi, bởi vì người ta coi mày là khách hàng, là thượng đế. Nhưng mà gặp tao thì nó là khác. Là gì? Bằng vai phải lứa với nhau. Lớn thì tôn trọng, bé thì không tôn trọng tao thì thôi, tao cũng không cần. Nhưng mà làm sao? Thành thật tí luôn. Để làm gì? Để đỡ địt mẹ mày quay ra nói xấu nhau. Mệt cực, thật luôn. Ship một cái em không ship được đâu. Bộ này 90k nhưng mới có tí người ơi. Đấy, thấy chưa? Ngoan cũng kêu, bây giờ mà đi mẹ mày chửi cũng kêu. Thế bây giờ tao biết sống làm sao, giết mẹ tao đi cho nó xong. Nhưng mà tao không thể chết được, bởi vì là tao còn kiếm tiền. Thì bây giờ nhiều người ta thắc mắc thì tao phải giảng giải. Đấy, bây giờ bắt đầu lại, có đứa lại hỏi là đi thiên đường Bảo Sơn kia kìa. Đã nói rồi, 270k là vé vào. Chơi rất là nhiều trò, có mấy chục trò luôn. Sắp tới là lốc mở phim trường, chỗ chụp ảnh kiểu dạng như là chỗ chụp ảnh hay sao ấy, phim trường chụp ảnh và dạp chiếu phim. Đây nhìn rất là đẹp luôn. Có màu cứt đây. Cây dứa trồng trên một bãi cứt. Ra hơn ơi, lấy cái gì là ra hơn ơi. Sao để sao lần trước mua vé có 90k là mày mua ở đâu? Mày mua được, mua cho tao cái, tao lại muốn đi rồi. Ôi dồi ôi, lại bố khỏi bệnh chưa? Bố anh là bố anh bị liệt khoảng 15 năm nay rồi em ạ. Làm sao mà khỏi được bệnh này em? Chỉ có là bây giờ có chữa để cho đỡ bệnh đi thôi, chứ không thể là mà khỏi được nữa. Kiểu như là thần chết đang đứng trước cửa rồi, nhưng mà là người nhà chưa cho vào để mang đi thôi. Đấy, nó kiểu như vậy đấy. Nên là bác nào là cứ như gì? Đặt hàng một cách chân thành nhá. Đặt hàng một cách chân thành. Hai áo dưa hấu đỏ có bán. Hiền Tây bị chặn. Đấy. Là không trò chơi gì, chỉ ngắm. Đù mẹ. Trần Thị Ngọc Hà My ơi, hai bộ tao mới ship nha. Giờ anh cứ dâm vào đây đi. Con Trần Ngọc Hà My ơi, lấy thêm đi. Một bộ tao đéo ship cho mày đâu con Hà My ơi. Ôi đi. Áo đỏ 90k. Này xin lỗi này, đừng có lôi.
đừng có lôi chuyện nhà chuyện 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 nhà tao làm chuyện đùa của chúng mày nha. Bây giờ tao lôi bố, tao lôi mẹ chúng mày vào làm trò đùa của chúng mày được không? Con Trần Hà My ơi, mua hai bộ đi đây. Giờ các mẫu lên chọn nha. Đây, mẫu này là gì? À, áo che chim. Áo che chim nha. Bộ dựa. Tất cả là đồ unisex dành cho cả đàn ông lẫn đàn bà. Ly tây em mày lấy cái gì? Con ly tây. Chốt cái bọn mày cũng mệt. Cái tao không biết là đứa nào thật, đứa nào giả. Nên là khó, rất là khó chốt luôn. Bảo sao tao không thích chốt trên livestream. Ship toàn quốc, khỏi nói nhiều. Hoàng Gia Hân à? Phạm Hoàng Gia Hân. Hoàng Gia Hân. Hai bộ dứa đúng không? Hai bộ dứa vàng nha. Con đi ngựa. Phạm Hoàng Gia Hân mày mà không lấy cho tao là chết mẹ với tao ngay. Nha. Ở trong thiên đường Bảo Sơn là ta là thích gì? Thích mỗi trò là đi bơi hết. Bởi vì là những cái trò kia thì là đạo à đâu? Có xem phim. À không, cũng nhiều đi chứ. Phạm Hoàng Gia Hân bố mày chốt cho mày rồi mà mày đéo. Đây. Tao dơ lên mấy bộ cho bọn mày xem nha. Ưng được bộ nào thì lấy. Chuối hạt ớt. Chuối hạt ớt này chỉ còn một bộ duy nhất. Mấy lần xem livestream mà thì mẹ chửi nhiều quá thấy gớm. Gớm thì thôi, khổ ghê. Mệt lắm. Long Nguyễn ơi, lấy cái gì nào, bố mày chốt cho nào. Bùi Khánh Toàn nào. Ai, ai lấy hàng của tao thì chốt hẳn hoi. Ai lấy hàng thì chốt hàng của tao hẳn hoi. Còn không mà tí tao sẽ block luôn. Trần Sunny ơi, chị ơi, inbox cho em nha. Inbox địa chỉ nha, đừng inbox trên đây là mấy cái thằng mà lồn nó ấy Facebook ấy. Nó là treo chị đấy. Dứa hồng nha. Đây, hai bộ dứa hồng. Trần Sunny ơi, em chốt cho chị rồi nha. Mấy cái lũ vào kiếm phim kia, chúng mày thích tao thích tao vào lớp không? Bộ này khoảng 57-58 kg đổ lại chỉ mặc vừa. Nguyễn Thị Linh ơi, hai bộ mới ship nha con đi. Có một mình ta chốt thôi, làm gì có ai đâu. Khổ có làm được ra tiền đâu mà thuê người. Đấy thì bố mẹ nào mà có đi chơi có đi chơi chỗ thiên đường Bảo Sơn. À nghe nói là tháng 9 này có ở thiên đường Bảo Sơn nó có cái đéo gì ấy, chương trình lễ hội gì ấy. Cứ khen áo tao mặc đẹp mà đéo mua thì khen làm béo gì. Một bộ không bán nha, một sản phẩm không bán. Bởi vì sao? Là đọc bài viết tao viết ở trên tường của tao nha. Đi vào trong chỗ thiên đường Bảo Sơn thì là có chỗ ăn uống đầy đủ, tắm nghỉ ta rửa, nhà nghỉ cũng có. Mà cái chỗ nhà nghỉ đấy là gì? Con gái mà. Bộ dứa hồng 90k. Nguyễn Khánh Giang. Con Nguyễn Khánh Giang không? Ta không bán cho Nguyễn Khánh Giang nha. Đéo bán cho thằng Nguyễn Khánh Giang hay con Nguyễn Khánh Giang nha. Đéo bán cho mày luôn, bởi vì mày hỏi quá nhiều. Đi mẹ mày, bố mày mặc bao giờ? Áo này là của bố mày mặc. Bố mày mặc, bố mày đi chơi nha. Áo mèo phò có nha.
tao thì thuê ship. Quần không có bán. Nguyễn Thị Linh. Nguyễn Thị Linh. In tí inbox nha con Nguyễn Thị Linh kia. Dứa màu gì nào? Bộ dưa à? Bộ dưa hấu này. Một bộ chuối này. Ship 30k, ship toàn quốc 30k. Nội thành Hà Nội 22k nha. Đâu rồi? Linh 50kg bằng cân em, mặc quá đẹp luôn, đéo chê luôn. Bộ hoa quả chuối. Một bộ hoa. Chuối bộ cộng một hoa quả. Chị ơi, Linh ơi, chốt cho em là một bộ chuối và một bộ hoa quả đúng không? Đây hả? Một bộ chuối và một bộ hoa quả đúng không? Để em chốt luôn cho mọi người luôn, để tí đó hãm lồn nha. Khẳng định mọi người luôn, mua hàng của em xong lần sau điện nhà mày chỉ muốn mua nữa thôi. Một bộ không chết. 50kg mặc quá đẹp luôn, bởi vì là đúng vừa cân tao luôn. Tao là 50kg. Đây. Tiếp đến là cái bộ này. Vịt. Đây bộ hồng đây. Ừ tao không biết đâu, ở Thiên Đường Bảo Sơn tháng 9 nó có chương trình lễ hội gì ấy. Nghe nói là to lắm, đéo biết là có to như nào. Nguyễn Quý Duy. Lâm 8kg đổ lại mặc vừa 90k một bộ. Chuối hết rồi nha mọi người ơi. Dứa lên màu nào bố Nguyễn Quý Duy kia. Hakavo là cái gì tên đéo gì kia. Chuối hết rồi. Còn Hakalo cái gì kia. Chốt lại cho tao đi nào, hết chuối rồi. Áo Việt là tay ngắn. Tất cả áo này, bộ này là áo bộ tay ngắn. Như tao mặc, tao chụp ảnh đấy là bộ tay ngắn. Đây. Còn bộ này nữa, rất là nhiều bộ màu hồng luôn này. Đây, bởi vì mỗi mẫu chỉ còn vài chiếc, không còn nhiều. Ôi, sao bộ dưới nó lắm màu vậy trời. Đây, bộ này là bộ tim gấu nha. Bộ tim gấu nha. Mỗi mẫu chỉ còn có vài bộ thôi, ai chốt nhanh cho tao. Áo trên người tao có bán nha, 90k. Có 3 màu, màu đỏ, màu đen và màu cam. Mai tao up ảnh, tao đi chụp ảnh cho chúng mày xem đây. Bộ dứa này nữa này. Sao được mẹ nắm dứa vậy, trên đời này sao lắm cái loại màu dứa vậy trời. Bộ màu hồng là bộ nào đọc tên? Đây, Mickey, bộ này bộ Mickey, bộ này là bộ gì? Thỏ phê cần, bộ này là, à đây quên, bộ này là Hello Kitty này, thỏ phê cần này, bộ này là bộ Mickey này. Nhưng mà hết bộ chuối rồi. Em đưa anh đi.
Nguyễn Khánh Giang, tao đéo bán cho mày. Cút đi. Chị Mì Tôm ơi, bộ gấu với bộ mò hồng Mickey. Chị Mì Tôm ơi, bộ gấu này đây, bà Mì Tôm, cái tim bà hột le đúng không, móc hột le đúng không, của chị Mì Tôm hai bộ này đúng không? Không nói nhiều, chốt luôn. Cái bà Mì Tôm kia đấy, chốt được có vài đơn, không biết là có lấy hay không thôi. Tao đéo bán cho mày thằng Khánh Giang. Một bộ không có bán nha mấy đứa ơi. Đây, màu hồng có những cái màu này đây. Hello Kitty này, thỏ phê cần này, với cả Mickey này. Địt mẹ cái con ha Canpo kia, tao đã nói rồi, mày comment lại, mày bị ngu à? Nói từ lễ giờ đã bảo là chốt lại hết chuối rồi. Hai bộ tao mới ship nha. Một hoa, một mèo Mickey á. Linh linh à. Một hoa quả và một mèo Mickey á, chị đổi á chị ơi. Chàng đi là Linh Linh rồi chứ nào, Linh Linh là tôi đã chốt đâu. Linh Linh ơi, chị Linh Linh ơi. Một bộ hoa quả và một Mickey đúng không? Đây, áo xẻ bím là 70k nha. I don't know happy. À, I don't have happy. Quên. I don't. I had not happy. Nhầm, sorry. Khổ tiếng Anh ngu quá. Lộn. Hoa quả một dưa hấu, kích đâu? 90k, bộ ngủ 90k, nhắc lại từ lễ ra. Nói từ lấy đến giờ là đã bổ 90k một bộ. Mà cứ hỏi. Ship Hà Nội, ship nội thành là 22k. Ngoại thành là 30k. 30-35k gì đấy. Tùy, nói chung là mua nhiều là được tao hỗ trợ ship, còn không thì thôi nha. Đấy, tao không bán cho mày Nguyễn Khánh Giang là thằng nào, thằng cái con. Tao đéo bán cho mày. Bán cho cái loại hũ lũ hãm lồn như mày. Toàn trêu. Trêu xong về sao hỏi em mua.
Đéo biết là thật hay giả thôi, tôi hết là đéo bán. Con Hakando, Hakanpo. Một bộ hoa quả với cả một cái bộ gì? Bởi vì sao tôi chốt là chìm rất là mệt luôn. Không có thích chốt. Không có vậy body chị ơi. Ha Cabo, mày inbox lại à, mày nhắn à, mày comment lại một lần nữa cho tao xem đi. Nó chơi comment tao không thể đọc được nổi. Có ship nào đã một ship toàn quốc. Đây. Bộ Doraemon. Bộ Doraemon nha mấy con tí ngựa. Hoa quả với dưa hấu rồi. Hoa quả với dưa hấu. Đây. Lấy hàng thì chốt nhanh cho tao. Xong rồi con. Con đi Hà mà cô kia ta chốt cho mày đấy, mày mà không lấy là mày bị block luôn nha. Ôi đi mẹ, mày lấy ba bộ nào, lấy ba bộ nào. Chị ơi, nhiều người ta trêu em thôi, em biết câu là ai đặt thật, ai đặt giả nên là em sẽ chốt. Còn những ai mà người ta trêu em là em biết thừa, bởi vì sao nó comment từ đầu đến cuối. Có 10 comment thì 9 comment trêu, comment cuối cùng mới chốt. Thì ý là như thế nào? Thật hay giả? Ok đạch. Facebook đéo gì ok đạch, nghe là thì mẹ đã bị chửi rồi. Ok đạch, mày chốt à, chốt luôn nha. Một bộ vịt Doraemon Hello Kitty 4 bộ à. Ai mua hàng xong thì là inbox lại cho tao một lần nữa. Thêm bộ gấu là. Còn bộ gấu. Từ từ tao chốt con ơ cái đạch. Một bộ hoa quả, một bộ vịt. Một hoa quả cộng vịt Tore Kitty. Mọi người ai mua hàng thì chốt hẳn hoi giúp em. Còn không mua đi ra ngoài. Thằng nào mà chốt giả dối là tao bảo lốc Facebook luôn. Một vịt này. Một vịt một đô này. Một hello này. Đấy. Mấy con đi ngựa nha. Ok đạch, ta chốt cho mày rồi. Cái gì đi thiên đường Bảo Sơn thì là. Thì đấy, ta đã bảo là đi thiên đường Bảo Sơn, đi team rất là thích luôn, mà ở Hà Nội luôn. Đó ở ngoại thành Hà Nội rất là thích luôn, nhiều trò chơi lắm. Thằng nào yếu team thì đừng. Thằng nào mà lần đứa nào mà đi chơi thiên đường Bảo Sơn gặp cái thằng áo xanh đấy nhá, là chúng mày cảnh cáo nó một câu nữa nha. Cẩn thận đấy, gặp ta là chết với tao ngay nha chưa. Bảo Nguyễn mày lấy cái mẹ gì chốt đấy à, lấy đi. Đấy. Đây, áo 7 bóng. Đây, áo 7 bóng nha mọi người ơi.
bảy bóng nha. Thằng Trịnh mới lấy cái mẹ gì. Em nói thật này, những cái con nào mà hỏi kính ấy là nó rất là, nó thấy mình là đang thoải mái với bọn nó nên là nó hay nó phải trêu mình. Nhưng mà xin lỗi là đừng, không bao giờ được tao trả lời đâu. Chúng mày cứ ra cái chỗ cái trò chơi mà bước chân kỳ thú, nhìn những thằng áo xanh, thằng áo xanh lùn lùn mặt rất là lon choẹt, là mọi người đừng bao giờ mà để nó bị lừa, đừng bao giờ mà để nó bị lừa nha. Nó lừa mọi người là mẹ là chết thì bao giờ không biết đâu. Hoa lưu cái bà kia, bà lấy cái gì? Chị Trần Săn Ly ơi, ok chị nha, tí em chốt. Áo bảy bóng nha. Hàng như con cặc thì là cái con cặc của mày nó cũng không bằng hàng của tao đâu. Thằng áo xanh mặt dâm, thằng đấy là lừa người rất là giỏi luôn. Cái thằng mà nó ở cái trò chơi bước chân kỳ thú nó lừa tao, tao nói thật với mày luôn, tao là tao nhớ mới cái trò chơi đấy. Đây, áo bảy bóng đây. Áo này thì là những cái áo này là 65kg đổ lại thì mặc vừa. Hoàng, à mọi người ơi, mọi người thấy anh Hoàng Ngô anh nói có đúng không ạ? À? Mọi người thử vào cho ý kiến anh Hoàng Ngô là anh đấy mới, chắc anh ấy mới sinh ra, anh đấy mới xuống trái đất đấy, anh chưa biết cái gì, mọi người vào thông não cho anh cái. Ok chị ơi, chị mì tôm ơi, chị mì tôm đấy, hai bộ nào nào? Đây áo bảy bóng này 90k. Đấy, áo này 90k nha. Có áo thôi. Trường NC ơi, mọi người ơi, mọi người đừng nghĩ là mọi người đặt hàng để lừa em là em biết thừa. Ai em tin tưởng 100% nha. Còn nếu không, em sẽ bắt đặt em sẽ bắt đặt cọc tiền hoặc chuyển khoản trước cho em. Còn không thì không bao giờ em đi hàng. Mấy đứa tưởng lừa được em, xin lỗi. Quân Lê, Quân Lê. Ok Tuấn Sake. Năm hai kg cực kỳ đẹp luôn. Ai mua hàng thì em sẽ viết tên vào đây để tí em chốt cho mọi người, bởi vì là người lớn người ta ít khi người ta lừa lắm. Trẻ trâu nó hay lừa mình thôi. Nên là mấy chị là em còn yên tâm, chứ mấy cái đứa trẻ trâu em không yên tâm đâu. Nhưng nói chung là em vẫn đề phòng, nên là các bác đừng nghĩ dễ lừa em dễ. Sau đợt này em rút kinh nghiệm rất là nhiều. Nên là đừng nghĩ để lừa được em lần nữa là không có đâu nha. Anh ấy 75kg có mặc được cái gì đâu anh, khổ ghê. Toàn các anh cao to đẹp dai 7 múi thôi. À quên nhầm, 6 múi có mặc được đồ của em đâu. Bởi 72kg với 60kg thì không thể vừa được đâu ấy. Ok nha, ok đẹp.
Mẫu áo Mochilo này cũng cực kỳ đẹp luôn, cũng chỉ còn có vài chiếc thôi. Đây bán được, chắc là được chục đơn, nhưng mà không biết là ai thật ai giả thôi, tí em chốt lại là em biết thôi. Không có chốt, cái bà Nguyễn Khánh Giang kia tao không chốt cho bà. Bà comment bà hỏi gớ va vớ vẩn xong bây giờ lại vào kêu mua hàng, tôi biết bà là thật hay giả. Không bắt bà cứ hạ vào đi hãm luôn tôi để làm đéo gì. Mẹ cuộc đời tôi mẹ mày mày cứ để các ông các bà trêu là thế nào. Đấy. Nhắc lại em. Đấy là em review là cái chỗ em đi chơi rất là thích luôn. Nói chung là hôm nay em vừa bán hàng em vừa tâm sự tí nó vui vui. Để nói chung là đầu óc em nó đỡ bị căng não, nó đỡ bị âm não lên. Đấy nha. Nhiều khi gặp khách hàng luôn là em cứ phải ngồi em chọc cho não em nó thông ra luôn. Thấy chưa? Mọi người cứ vào mà đọc comment của em là có ai mua mấy đâu. Người ta toàn vào trêu ấy, còn ai mua thật người ta mới inbox cho em không à. Huyền hít cho chị nào. Nghe Huyền hít như bà hít cỏ ạ. Diệp Cạp ơi, mày hơn tao được bao nhiêu tuổi mà mày dám xưng tao bằng em? Xin lỗi mày đi, đéo được tao để mày đéo. Có chuyện mày đéo có đủ đẳng cấp để gọi tao bằng em nha, con chó. Bố là chó thì bố cũng cắn nát cái đầu mày ra. Mẹ ơi, hay là đéo được ai để ý đến. Mẹ thì vào đây cắn. Cắt sằng à. Chị Hà Lâm ơi, không mấy cái size to to ấy không có vừa đâu. Ok chị Mì Tôm. Không vừa anh ạ. À. Các anh toàn dai đẹp, cao to, sau múi đẹp dai. Không có vừa, bởi vì em chỉ bán đồ vừa sai em thôi, ế hàng em còn mang ra mặc ra được, còn áo của em lùn lắm. Áo Mochino này cũng cực kỳ đẹp luôn, cũng còn có vài chiếc thôi, mẫu này cực kỳ đắt hàng luôn. Cũng có 70k cái áo này thôi. Tao có đi đâu đâu, cả ngày hôm nay tao ở nhà mà tao có đi đâu đâu mà chúng mày gặp được gặp tao. Mọi người ơi, like pet đi nha. Đấy, nhắc lại một lần nữa là gì? Vé vào thiên đường Bảo Sơn là 270k. Em cũng nhắc lại một chút là gì? Hôm nọ em đi chơi thiên đường Bảo Sơn rất là thích. Để em review cho mọi người chỗ đẹp. Để làm sao? Như cái trò chơi em ngồi chơi ngựa đấy, là cũng em đi chơi em review một số trò chơi hay đẹp cho mọi người thôi, để mọi người đỡ hãm lồn hỏi em là đi đâu. Trên bài viết của em rất là mệt, nên là gì, vé vào cửa chỉ có 270k, chơi được khoảng là chắc là được khoảng 20 trò chơi. Sắp tới nó là bỏ phim trường à, phim chắc là cái gì phim trường là chụp ảnh với cả là dạp chiếu phim với cả một số cái nữa rất là thích luôn, em khẳng định mọi luôn, mọi người đi không bao giờ có chán. Em này em review ok, mọi người nói là em quảng cáo cho nó cũng được, và em quảng cáo để em cũng kiếm tiền thôi, chứ em cũng làm đéo con mẹ gì đâu, ai rảnh háng mà đi sùi bọt mép ra nói cho mọi người đâu. Áo chuối
Mày đi một mình nghe đéo là mà chả chả không có không có cái đéo gì. Nếu như chúng mày đi với team tầm 5 người nhá. Bởi vì sao nhắc lại này. Hàng Trịnh này, một khi đã gọi là đi chơi với team là gì? Một là bẩn, hai là bựa thì mới gọi là vui nha. Còn không như cái loại mấy đứa con gái tiểu thư nhà quê à, tiểu thư công chúa mà đi vào những cái chỗ mà vui chơi mà địt mẹ mày đi được 2 mét mà kêu nắng nóng, ôi rồi rồi bịp khẩu trang thì thôi, mời các mẹ ở nhà làm dạng háng ở nhà bật điều hòa cho nó mát từ đầu đến cuối nhá, không đi chơi đâu cả nhá. Còn xin lỗi với cái tính của tao và với cái hội chơi của tao nha, đi đéo đâu cũng vui. Ôi anh Bắc á, anh Bắc ơi, tí nhắn tin cho em đi, em đéo không đéo chốt cho anh đâu. Xin lỗi mọi người là gì, tiểu thư công chúa. Đầu em có cháy hả? Mai Thanh à? Thiên đường Bảo Sơn là có cái địa chỉ tao check in ở trên, đi lên mà xem nhá. Khẳng định luôn, cuộc vui có vui hay không là do chúng mày nha. Yêu có yêu, yêu có say đắm hay không cũng là do chúng mày nha, không phải là đứa thứ ba, hiểu không? Bởi vì sao? Không có đủ trình để làm gì, để gọi như là giữ được người yêu thì là đứa thứ ba nó vào là đúng rồi. Đấy. Có em nha mọi à, mọi người ơi, ai bạn ai mua mỹ phẩm gì của em, inbox cho những cái người em tag ở trên livestream mọi người là vào để mua giúp em nha. Nguyễn Thùy Linh ơi ok nha. Mọi người ơi like bếp mèo phò cho em nha. Huyền hít là cái bàn nào? Áo chưa bím còn nha. Thế còn Hàm Trịnh nghe nắng thì mẹ ở nhà mẹ à mới đi. Đi chơi mẹ hay bịp từ chân đến cuối như Linh ra. Khẳng định luôn con họ Hàng Trịnh này là tính mày không thể bựa được. Nhưng là mày cảm thấy không có vui. Hồ Ý Lan chị ơi. Thiên đường Bảo Sơn làm gì có phò à? Hà Luân nhất là đi vào trong đâu nhỉ? Cái gì mà thủy cung ấy, đi vào đấy nhiều loại cá thích lắm. Ôi vào đi, ta đi vào đấy thích lắm. Vào đấy cảnh cực kỳ đẹp luôn. Check in cực kỳ thích luôn. Đây. Áo 7 bóng nhắc lại nha, mỗi mẫu chỉ còn vài chiếc. Còn áo treo bím nha. Bộ gái đầu xanh cũng còn một ít thôi. Đây. Ngày hôm qua áo ba lỗ của người kia chúng nó hỏi cực kỳ nhiều. Mà tao hết mất rồi. Còn mỗi màu đấy. Còn là hầu hết là màu đen thôi, còn mấy cái màu sáng là chúng nó lấy hết rồi. Áo che bím còn nha, con Nga Bella kia. Nếu là thích trò chơi mạo hiểm thì đến đấy mà chơi. Đi team cực kỳ thích luôn. Vì phải là bựa. Tao nói thật luôn nha, tao mà cái team của bọn tao, cái team bọn tao chúng nó mà không đi làm, không lấy chồng hết với nhau nhá, là mẹ mày bà bung cả cái chỗ thiên đường Bảo Sơn đi lên luôn. Đây áo ba lỗ này cũng có 70k thôi, mặc cực kỳ mát luôn. Tao có mấy cái luôn, tao mặc mấy cái luôn, đồ tao bán tao mặc hết, tất cả đồ tao bán là tao mặc. Màu cứt thì còn 2-3 chiếc. Một chiếc tao không ship được con Hàn gì kia. Áo 7 bóng này là 90k. Áo mèo phò cũng còn. Huyền hít lấy cái gì vậy mà Huyền hít? Ta đã nói rồi, dù ta có gọi như là ta cứ coi là ta đang bia cho thiên đường Bảo Sơn đi, ta cũng chỉ là kiếm tiền thôi.
Kiếm tiền và bán quần áo thì cũng như nhau cả nha. Đây là thôi, tao bia cho người ta trả tiền thật cho tao còn hơn là bán quần áo cho chúng mày mà chúng mày bùng của tao. Ok. Phạm Hương, một chiếc không ship, áo ba lỗ 70k dạ. Sao chị Anh ơi, áo ba lỗ này cũng 70k. Áo ba lỗ em mang về, em cầm đưa cho cái Giang rồi cuối tuần nó cầm về cho chị ấy. Bi Vũ à, Bi Vũ một áo chuối. Bi Vũ một áo chuối và một áo bảy bóng đúng không con đi Bi Vũ ơi. Chốt luôn cho mày nha. Tiên Lãng thì cũng là ở đấy thì là cũng là từ 2 đến 3 ngày. Nhưng mà nhanh lắm, tao không hiểu sao là đặt lại rất là nhanh luôn. Chiều hôm trước tao mới gửi ship xong, sáng hôm sau đã có khách nhận được rồi. Xong là khách nó nhắn tin cho tao, mày ơi có phải là mày ship cho tao không, mà tao cũng ngất luôn. Bởi vì sao? Những địa điểm xa làm sao mà ship nhanh thế không biết được. Hôm trước hôm sau đã ship xong rồi. Áo chuối 56kg rất là vừa luôn. Bởi vì sao? 65kg còn mặc được. Ba lỗ thì là còn màu vàng nữa, nhưng mà bởi vì cái mẫu này rất, em cũng còn rất là ít thôi. Khách nó hỏi nhiều lắm, chạy lắm. Áo ba lỗ này nó chạy lắm. Có cứt mà bưu điện một ngày. Xin lỗi mày đi bưu điện không đến 4-5 ngày tao làm con chúng mày. Trừ khi địa điểm gần. Và gì đây. Thôi. Này nói bưu điện rồi là người ta lại bảo là tao chê người ta. Thôi tao không nói đâu, mất miếng cơm miếng ăn là người ta. Còn tao ra hàng cực kỳ nhanh. Bưu điện xin lỗi mày đi, không một địa điểm nào nhá. Bưu điện nhá, bưu điện là của nhà nước, không phải nó ship nhanh cho mày nha. Tao đã ship rồi, tao biết rồi. Áo bảy màu tao vừa mới lôi ra xong. Ôi, đây, rồi, Huyền hít. Bảo sao mày lấy cái bộ thỏ phê cần là đúng thôi. Một vịt thỏ cộng một bóng một ba lỗ. Rồi Hoàng Thị Lan ơi, ta thấy mày rồi mà chúng mày có hỏi đâm đéo gì. Bố mày đã nói rồi, cứ phải đả tao chửi lên là thế nào. Chị Anh ơi tí vâng, tí chị inbox cho em đi rồi em ấy cho à. Không bảo em sớm, chị Trinh chị mới bảo em xong. Mấy cái đứa kia chúng mày cứ hãm mà chúng mày nói gì. Đấy, nên là đấy, ta đang nói chuyện mà chúng mày cứ mua hàng. Ta bỏ ra từ lễ rồi, bây giờ ta cứ rơi lên rơi lại rất là mệt luôn. Còn cái mẫu này nữa, mụn không bị môi sứt. Thỏ phê cần 90k. Còn hai màu, màu trắng và màu đen. Cái này cũng có 70k thôi nha. Anh không có
shop mấy bé cưng ơi. Kim Yến ơi, ta bê đê thì làm sao? Hay là ghen ăn đi vào đây? Cái này là ở chữ có tay đây nha. Ghen ăn tức ở à? Cứ phải để tao chặn chúng mày là thế đéo nào. Ít mẹ mấy con lồn kia. Chúng mày thích vào chúng mày trả giá không? Chúng mày là cái đéo gì mà tao phải chào chúng mày? Chúng mày cũng chỉ là một cái loại gì? Chúng mày cũng là cái loại là người xa lạ ở đâu đâu thôi. Ra đường nhìn thấy nhau coi như là không quen biết nha. Còn những cái người người ta nào đáng để tao trả lời, người ta mua hàng người ta trả lời thôi. Còn vào đấy chào để làm gì? Quen biết gì mà chào? Ra đường nhìn thấy mặt nhau ấy thì cũng chỉ cũng là gọi như là nhìn mặt nhau rồi lướt qua thôi nha. Đừng gọi là chào để làm gì cả. Chào nhau có ăn được nhau không? Có chịch được nhau không? Tám mươi kg không mặc được đâu. Đây là nhắc lại đừng có chào em đi. Còn ta là ta chào chung tất cả mọi người. Phùng Trà ơi, lấy hai áo này màu trắng đúng không em? Phùng Trà. Ôi địt mẹ còn một cái thôi. Phùng Trà còn mỗi một cái thôi. À em ơi, một sản phẩm không có ship đâu nha. Xem còn cái mẫu làm tao chưa có dơ lên thì tao để lốt đây. Đấy. Đây, bộ gấu này màu xanh này. Chưa biết thằng nào chém thằng nào đâu. Đừng to mồm ở đây. Màu gì em ơi, cái gì? Mai Thanh ơi, lấy bộ nào? Lấy bộ nào phải ghi cả tên rõ ràng ra. Đây. Bộ này màu xanh này. Bộ mà Doraemon này. Phùng Trà. Phùng Trà. Áo này thì 90k đấy nha Phùng Trà ơi. Con Phùng Trà kia áo này 90k đấy, mà có lấy thì lấy nha. Đỡ thắc mắc hỏi giá nhiều. Mẹ chốt hàng xong, gửi hàng xong hỏi ơ sao đắt thế. Rõ ràng tao đã bảo là giá tao ghim trên cáp rồi mày không đọc à. Mày bảo ơ tao không để ý đi mẹ. 90k bộ ngủ không?
Đấy nha mấy đứa ơi. Lên là thôi gì. Em nhắc lại là mọi người là gì, muốn là muốn đi chơi, muốn đi thiên đường Bảo Sơn ấy, thì là một địa điểm cực kỳ đẹp và cực kỳ thích cho mọi người luôn. Bởi vì sao? Có rất nhiều trò chơi luôn. Sắp tới sẽ có phim trường để chụp ảnh này, dạp chiếu phim này, trò chơi cá chép hóa rồng cũng hay này. Mọi người có thể là vừa đi ngắm thủy cung, vừa đi ngắm vườn bách thú, vừa được là cá chép hóa rồng. Những cái trò mạo hiểm cực kỳ thích cho dành những đứa nào mà thích sự mạo hiểm. Ừ. Đấy là ta review để làm gì? Để chúng mày đỡ hỏi từ cái lúc mà ta đi chơi cái con ngựa gì, chúng mày hỏi địa điểm ta rất là nhiều. Nên là để tránh tình trạng đó. Mọi người ơi, ai mua hàng của em bị con Thúy Vân Vũ nó kêu là chó cái kìa. Mọi người ơi, sao mày ghét mày xem là mẹ gì? Mày ghét mày xem là mẹ gì? Chưa đủ tuổi để nói chuyện với tao nha. Ít mẹ nhìn ánh mặt chẹt trâu vừa là lết. Áo 7 bóng là 90k. Đấy, nên là gì ta sẽ review, ta đang review cái địa điểm chơi đẹp cho bọn mày. Vé vào cửa là 270k. Trẻ con thì rẻ hơn hay sao đéo hay biết. Trẻ con thì rẻ hơn. Và vào trong đấy chơi được khoảng chắc là 20 trò, rất là thích luôn. Chỗ nào chả có gái? Chỗ nào mà chả có gái? Ship toàn quốc. Con hàng Trịnh kia tao chưa chốt cho mày đâu. Mày cứ loằng tuy loằng ngoằng. Nguyễn Trọng Lam mày lấy cái gì? Đấy, nhắc lại là như thế. Áo Mochilo là cũng rất là đẹp luôn. Thế bây giờ hay là ta phải lêu cả một list danh sách cho chỗ chơi ra cho bọn mày. Cái chỗ là ta đi chơi rồi thì ta mới review được chứ. Không đi chơi thì review cái mẹ gì? Ừ thì em áo em mua 50k thì em đi chỗ đấy mua 50k thì anh không bắt em đâu nha. Anh không bắt em là mua chỗ nào đâu. Nói chung là mọi người ưng ở chỗ nào thì mua. Còn mọi người nếu như mà đắt hơn một chút mà nhưng mà mọi người cảm thấy ủng hộ được em thì ủng hộ thôi. Còn em cũng không căng để làm gì, cũng không có van lại mọi người mua để làm gì làm sao. Mua về xong mới kêu là ôi trời ơi nó một lần đồ nó rẻ, mua về chất như lồn, mặc trả ra cái đéo gì thôi em cũng xin là bái bai luôn, em đéo bán luôn. Áo mèo phò còn nữa con Phương Đoàn kia. Sao địt mẹ mày thay đổi từ lễ đến giờ Phương Đoàn? Đây áo 7 bóng đây, cứ giơ lên đi, giơ đi giơ lại. Áo Mochilo chỉ có một màu thôi, làm gì có đen trắng đâu bà. À má Hải Hậu Dương lấy hai cái rồi nha. Một bộ không có ship thì ta đã nói rồi là gì? Chỗ thiên đường Bảo Sơn là ta đã đi rồi và ta sẽ review cho bọn này xem. Là gì? Một buổi sáng tinh mơ rất là đẹp.
À một buổi chiều tinh mơ rất là đẹp. À đâu, ừ, đi buổi sáng chứ quên. Buổi sáng tinh mơ rất là đẹp đi chơi. Đến chơi buổi sáng nên mọi người nha, mình sẽ nói là lộ trình, ví dụ mọi người đi chơi này. Mọi người đi chơi đến chỗ thiên đường Võ Sơn đấy thì là mất vé vào. Vé vào xong thì buổi sáng là mọi người lên đi tầm lúc là sáng sáng mát đi. Sáng mát để làm gì? Mọi người sẽ đi chơi. Ví dụ như chơi một số trò chơi ngoài trời để gì? Để cho nó mát. Tránh tình trạng là bị nắng nóng như em đi rất là ngu. Sáng sáng ra đến đấy là mẹ đã mò đi ăn rồi. Hay là cuối cùng là gì? Mất mẹ thời gian. Nắng đéo chịu được. Mọi người gì? Mọi người chơi một số trò chơi ngoài trời. Như em kể là trò chơi vòng quay trên không là một. Mọi người đi trò là bước chân kỳ thú là hai. Trò bay giữa ngân hà này. Hoặc mọi người đi cá chép hoa rồng này. Mọi người đi mấy trò chơi đấy vào buổi sáng. Đi vườn hoa. Đấy. Vào buổi sáng để làm gì? Để cho nó mát bím. Tránh tình trạng là nắng nóng. Sau khi đó tầm gần trưa mọi người bắt đầu mới đi vào gì? Vào khu thủy cung. Để mọi người gì? Đứng dạng háng cho nó mát. Mọi người đi vào xem cái gì? Nhà ma. Đấy. Mọi người lên suy tính là như thế, là em tính cho mọi người là như thế để nó đỡ nắng nóng. Còn đến tầm chiều, tầm chiều thì khoảng 1 giờ thì 12 giờ mọi người sẽ đi ăn. Xong đến 1 giờ, 2 giờ bắt đầu mọi người mới đi tắm. Hoặc là mọi người đi chơi cái gì trước xong rồi mới đi tắm. Đã tắm cuối cùng để làm gì? Để cho nó mát đi. Tao dính đúng hôm đi nắng. Tao không, nhà ma thì không có sợ mấy đâu. Nhưng mà tính tao bị yếu tim, tao hay sợ. Ai có con có cháu gì thì lên đưa đi thiên đường Bảo Sơn. Bởi vì là có rất nhiều trò chơi phù hợp với trẻ con luôn. Nhất là đi xem xiếc. Nha mọi người ơi, hôm nay em like rất là lâu luôn. Em cũng đã đéo để ý thời gian đâu. Nguyễn Trọng Nam ơi, tôi thấy ông là thì ông đã đang hãm lồn rồi đấy. Áo đỏ là của tao bán. Áo đỏ là của tao bán cũng có 90k thôi nha. Hai lớp luôn, mặc rất là đẹp luôn. Rất là chất luôn, mai tôi đăng ảnh cho bọn này xem luôn. Đấy. Trò chuyện đêm khuya đi mọi người ơi, hôm nay em trò chuyện đêm khuya nha. Chị Hải ơi, inbox đi. Tao đã bán thằng Nam đâu, mày lừa khốn nạn lắm, chú mày khốn nạn lắm. Chu Thị Minh Hải. Vé trên đường Bảo Sơn là 270k. Là chỉ mất vé vào cửa và không mất thêm một phí gì nữa, trừ ăn uống. Thế thôi. Chu Minh Thị Hải. Hai áo. Mô. Chi. Nô. Tí là inbox cho tao. Đấy. Là em review để cho mọi người đi chơi. Đỡ hãm lồn và hỏi em mày đang chơi ở đâu nha. Vào trong hang động thì cực kỳ đẹp luôn, khẳng định mẹ mua luôn. Ủi mát thôi rồi. Ở trong đấy cũng có nhà nghỉ nha. Đôi nào mà dẫn đi thì là rủ nhau vào nhà nghỉ mà chịch choẹt nha. Không mất tiền chơi, chỉ mất vé vào cửa. Ta đã nói rồi, ừ thì cứ gọi như là ta đang bi a đi. Trang bia thì là người ta cũng địt mẹ cũng trả tiền cho tao. Còn hơn là địt mẹ tao bán hàng mà chúng mày bùng hàng cho tao. Hiểu không? Trẻ con cũng mất tiền nha. Nhưng mà mất tiền ít hơn. Đứa đéo là chả mất tiền. Đi thiên đường mà Sơn đẹp lắm. Nó lâu rồi.
đây nè, áo này nó có hai cái dây rất là tiện lợi luôn cho mọi người, để mọi người gì có thể là tự sáng tạo phong cách mặc quần áo cho mình, rất là hợp luôn đấy. Em nói thật với mọi người luôn, em không phải là gì đâu, nhưng mà cái gu thời trang của em rất là đỉnh luôn. Không phải là em cũng không phải là so kèo hơn ai, nhưng mà em tự nhận là cái gu thời trang của em rất là đẹp nha. Mỗi tội là nói chung là cái thể hình của em nó hơi xấu thôi, còn cái gu thời trang của em thì rất là đẹp luôn. Nếu như mà mọi người biết ăn mặc nha, từ những cái bộ đồ rất là đơn giản thì mọi người có thể phối đồ một cách rất là đặc biệt và gây sự ấn tượng cho người khác. Đây, chiếc dây đen này có thể làm đai eo. Ví dụ như bạn nào mà có bộ eo cực nhỏ thì tốt hơn hết mặc bộ này, có thể thắt thêm chiếc dây này để tạo điểm nhấn là gì, vòng eo cực kỳ nhỏ, cực kỳ xinh. Còn bạn nào đấy mặc mà muốn tạo điểm nhấn, ví dụ như trang phục đằng trước là chiếc áo là gì, thì bạn bây giờ lại gấp stylist, ta lại làm góc stylist cho bọn mày luôn, là để cho những cái đứa nào mà đéo biết ăn mặc. Đây, bình thường mọi người mặc trơn này nó đã có cái điểm nhấn ở dưới này rồi, nhưng ở trên nó là nó cái gì, nó trơn, không có điểm nhấn, không có hình thù gì ở đây cả, hiểu không? Ví dụ như mọi người chụp ảnh thì tốt hơn hết là mọi người gì, hai cái dây là gì, là người ta sẽ đi chụp ảnh freestyle để làm gì, ví dụ lúc mọi người bay là chạy này, nó sẽ tung cái sợi dây này lên tạo cảm giác phóng khoáng và tạo cảm giác là gì, rất là gọi như là đường phố bụi bặm đấy, nhìn rất là tự nhiên. Còn nếu không, mấy chị mà dáng đi chụp ảnh mà lookbook, mấy con mẹ mà chụp ảnh lookbook ấy, buộc con mẹ nó cái dây lên, dành cho con gái, nếu như con gái con nào mà eo nhỏ thì buộc cái này rất là hợp luôn. Ai mà chẳng mặc được. Đấy, đây nó tạo dạng điểm nhấn cho mình cái này, gọi như là nó phá cách, nói chung là như thế đi. Nên là ta đã nói rồi, biết ăn mặc thì dù có xấu cũng thành đẹp. Có ship toàn quốc nha Phú ơi. 1m8 60kg thì mày mặc cái đéo thì chả đẹp. Đấy, Ta thấy hai cái dây này rất là hợp lý luôn. Một cái lơ trước bụng này y như cái áo, cái thắt đai ấy. Tết. Bộ vui thôi. Ừ, đúng rồi đấy. Thì ta có nào một cái áo này thì mua dòng cực kỳ chuẩn luôn. Ta thấy là giống áo mua dòng. Không phải đi ship. Đang rất là vui vẻ, tự nhiên một con giờ lồn thì mẹ vào chơi câu free ship là bố mẹ đã ghét rồi. 40kg mặc được nha. Nên là chúng mày mua bộ hoa quả của ta về mà đi chơi team đi. 70kg không vừa đâu. Có 3 màu, màu đen, màu cam và màu đỏ ạ. Bộ đằng sau cũng được. Nằm lơ đằng sau. Áo này 90k. Áo này 90k nha. Mai tôi chụp ảnh cho bọn mày xem. Không free ship đâu. Inbox đi mọi người ơi. Chán đặt trên like rồi. Hãm lắm. Lơ. 60kg thì mặc được. Áo này 90k nha mấy đứa giảm ơi. Con Minh Trang.
Không phải 90k đâu, có à, mỗi cái áo này 90k thôi. Còn hầu hết tất cả áo phông là 70k hết nha mấy con đi. Ờ ta điện thoại mà. Mọi người ơi, cọc thẻ nha. Nói luôn cọc thẻ luôn cho những cái thành phần mà ý định đang bùng hàng của em là thôi ngắt luôn nha. Ngắt luôn. Ôi dồi ôi, ta đã nói rồi, ta không bán được thì ta live stream là con mẹ gì. Địt mẹ mày, đây là áo của bố mày mặc. Bố mày mặc nha, áo đẹp bố mày mặc, để bố mày mặc. Bố mày không có bán nha. Mua 4 cái được free ship. Đấy mọi người ơi, mọi người mua hàng ủng hộ em để làm gì? Mua ngay bộ quần áo để về mặc theo team. Rất đẹp luôn. Mấy bé nào mà rich kid mặc bộ này rất là thích luôn này. Đấy. Thôi em đi ngủ đi, cũng có 10 giờ rồi, like mẹ 2 tiếng rồi. Thôi thôi ta đi ngủ nha. Đéo được gì được vào showbiz. Showbiz show muối gì ở đây. Đi miễn chê luôn đấy. Hoàng Thu Thảo kia nó nhận được áo rồi kia. Con Hoàng Thu Thảo mày nói xem là áo đẹp, áo thật đẹp hay xấu để cho người ta còn biết. Đấy, giờ check inbox của một số người đây. Nên là mọi người ơi, à, hay là em bảo em tâm sự cho mọi người xem luôn nha. Tâm sự mỏng cái nào. Lát em đăng lại cái album cũ của em để mọi người vào chọn hàng. Trong album cũ của em có ảnh rồi. Đi vào mà chọn hàng đi. Địt mẹ mày, 2 bộ free ship, tao đéo phải free ship. Đấy Hoàng Thu Thảo nó còn bảo lần sau bắn áo đắt hơn tí đi, chất đẹp mà rẻ kìa. Thấy chưa? Nói chung mà tùy người. Người ta ưng được thì người ta mua. Đây mọi người ơi, chụp ảnh cho em cái nào. Hôm nay em được đẹp dai cái nào. Ô la, không tâm sự nhé, tâm sự mỏng đi. Mọi người ơi, hôm nay là hay là mọi người ơi, ai có câu hỏi thì đặt câu hỏi cho em đi. Hôm nay là em ngồi em like lâu cho mọi người xem luôn này. Mọi người ơi, hôm nay là có câu hỏi thì đặt câu hỏi đi. Em like nhiều rồi em cũng chán rồi, em bán quần áo em cũng chán rồi. Không có màu tím đâu. Thế bây giờ thì mẹ môi con trai lại còn hồng hào như cái môi con đàn bà. Ta khẳng định luôn là mấy cái con đĩ nào nha, mấy con đĩ nha, chúng mày mà bôi son đi, chúng mày bôi cái lớp son sau cái bờ môi của chúng mày đi, chúng mày mà khẳng định môi tạo môi không thâm nhá. Môi con là không thâm, vào đây tao tặng áo luôn cho bọn mày này. Môi con là không thâm, vào đây tao tặng áo luôn cho bọn mày. Bôi lớp son đi rồi nói chuyện với tao. Ờ đúng rồi, Lê Thu Hường ơi. Mọi người à, hôm trước là em có đi với Ánh Bùi. Ánh Bùi là ca sĩ Bolero ấy. Em đi là đi cùng Ánh Bùi nha. Em mặc ế. Địt mẹ như thế này thằng chó nào yêu. Thằng con chó nào yêu.
Thất tình á? Chưa bao giờ. Tao Tao đang là đàn ông, mày gọi tao bằng anh đi nha. Thọ có BD không? Chúng mày ơi, Thọ có BD không? Hai mươi ba tuổi rồi nha mấy cưng. Mấy lên là mấy cưng ăn nói cho cẩn thận. Có ngày là chế gặp là chế tát cho vỡ mồm luôn. Ôi thịt mẹ trái nhìn. Kể cho mọi người thật sự. Hôm nay em tâm sự mỏng với mọi người luôn là gì? Đây. Lúc nào cũng ra trường đường, khẩu trang là bạn, người lạ là kẻ thù. Lúc nào cũng trong tình trạng như thế này. Lúc nào em cũng trong tình trạng em bịt khẩu trang, em không dám nói nửa lời. Em đi thế này. Nhiều khi nhá, em ra đường thì em phải thế này. Là em phải che hết tất cả các bộ phận của em đi luôn. Thực sự luôn là em biết là nổi tiếng rất là thích. Nhưng mà tính em lại này, mất tự do em không thích lắm. Không chào. Đây áo đây. Có ba màu vào album ảnh của tao mà xem. Nói thế rồi. Tao đeo khẩu trang như một con chó. Một mỗi khi ra ngoài đường là gì thế này? À không có khẩu trang. Không có khẩu trang là phải làm sao? Địch là thế này. Không có đường. Đi ra quán là người ta cũng cứ thế này. Em ơi đến cho anh. Chị ơi lấy cho em cái này. Đứng lâu đông khách. Đông khách tự ý đi về luôn, đéo mua nữa. Đấy, lại phải kể lại cái vụ. Một lần là đi ăn bún đậu mắm tôm. Một lần là đi ăn. Bao giờ lên thiên đường Bảo Sơn thì cho cháu bấm với nhá. Mọi người cứ lên thiên đường Bảo Sơn đi. Em đảm bảo luôn là cực kỳ vui. Nhưng với điều kiện chúng mày là phải lầy lội và phải bẩn bựa. Chúng mày cứ đi vào cửa, chúng mày đứng, chúng mày trêu cho, chúng mày trêu các anh bán vé đấy. Là gì? Chúng mày phải thật sự là tự tin. Một là tự tin, hai là bẩn bựa đi vào trêu người ta. Nói chung mà đi cái trò chơi gì là chúng mày bá đạo cái trò chơi đấy thì cực kỳ vui luôn. Đấy, tao kể cho mà nghe. Tao kể cho mà nghe. Là gì? Tao đi ăn bún đậu. Tao đang ăn nửa, được nửa bát. Bởi vì bún đậu là cái món tao nghiện nhất trên đời. Tao đang ăn được nửa bát thì bắt đầu là có hai con. Có hai đứa nha, hai đứa nó yêu nhau đi xe đạp điện nó đi về nhà. Thì tao đã thấy nhìn cái ánh mắt của nó, bọn này nó nghi nghi, nó gian gian rồi. Tự nhiên nó nhòm ở chỗ tao. Thì địt mẹ tao đã biết ý, tao che tay này rồi. Thì là gì? Thì là gì? Tao che tay thế này rồi. Tao che tay thế này. Tự nhiên nó quay ra nhìn. Lớp của con yêu. Tao không nghe nó nói gì nhưng mà tao đảm bảo luôn mà. Ê, cái thằng bán hàng của nó trên mạng kìa. Đã che này rồi. Thì là hai đứa nó đi về nhà. Cái thằng người yêu nó giả vờ đi ra mua bún đậu. Thì có bún đậu có hỏi là cháu ơi mua cái gì. Thì mình biết thừa là nó địt mẹ nó giả vờ nó ra mua nó bảo. Không cô ơi, cháu xem là có ấy không cho mua. Thì mình đã che này rồi, địt mẹ mày đang ăn dở. Chạy về luôn đéo ăn nữa. Mất luôn cái suất bún đậu của tao, tao đéo ăn nữa. Tao dặn cô đấy bảo là cô ơi, có ai hỏi cháu cô đừng có trả lời. Là làm gì sợ lắm. Bún đậu mắm tôm là món tao yêu thích nhất trên đời. Không phải, thực sự là tao phải kể luôn. Tao phải kể luôn cho chúng mày là gì không. Nói thật luôn là không biết là nổi tiếng. Nói chung là cái cảm giác nổi tiếng giờ tao mới biết nó khổ sở như thế nào. Tại sao người nghệ sĩ, người ca sĩ người ta không bao giờ xuất hiện ra được ngoài đường rất là nhiều. Và người ta phải có, một là có bảo kê, hai nữa là người ta phải bịt khẩu trang. Là rất là đúng luôn. Thì là tao thích ăn ở nhà bởi vì bún đậu mắm tôm mang về nhà khám đéo hay ăn. Đấy, nên là gì? Tao cải lốt. Ôi dồi ôi, mấy ba mấy má ơi, thật sự mấy ba mấy má phải vào cảm giác của con. Đây, con lại nói con đi thiên đường Bảo Sơn. Con vừa bước vào cửa phát. Ôi cháu bán hàng. Ôi, cái cháu bán hàng kìa. Cháu ơi ra chụp ảnh với cô đi. Ôi dồi ôi, cả nhà cô hâm mộ cháu lắm. Thì tính tao nó không. Nói chuyện với bọn này thoải mái thôi, nhưng ngoài đời thì tao hơi trầm tính một chút. Bởi vì sao? Tính tao lại là, nói chung mà tính tao là kính trên nhường dưới. Kính trên nhưng mà không nhường dưới đâu.
là tôn trọng người ở trên lắm. Thì người ta thực sự là người ta thoải mái chụp ảnh với tao thì bố vâng cô chụp ảnh với cháu đi ạ. Đứng vào chụp ảnh xong. Cảm ơn cháu nha, cô rất thích cháu bán hàng luôn. Cô rất thích là cháu bán hàng luôn. Đứng ở cổng người ta đã phát hiện rồi. Mọi người ơi, ai mua hàng của em cho biết là em đã lừa đảo ai lần nào chưa? Địt mẹ mày, bố mới đang kể chuyện rất là vui vẻ luôn. Cút mẹ mày đi. Cứ phải đả tao chửi là thế đéo nào. Thế là gì? Trời ơi, tiền đâu mà thuê mấy ba mấy má làm quản lý. Thế là gì, con đi với bạn là phải đứng ngoài chụp ảnh với các cô chứ. Thật sự là em kể là chuyện cả vui cho mọi người thôi. Nhưng mà tính em là gì, em không có, nói chung là cũng không có thích lắm. Thật sự luôn chụp ảnh thì ok, chụp ảnh vẫn ok thôi. Mà nhiều người ta, ôi anh cho em xin kiểu ảnh. Nhân viên đấy nó biết hết tao. Ôi cho em xin kiểu ảnh, cho em xin kiểu ảnh. Em cảm ơn. Thì thực ra là mình vui vẻ chụp ảnh thôi. Nhưng mà tính mình thì thực sự nó cũng hơi gò bó một chút đấy. Đấy, rất vui vẻ. Đấy, tao vừa đi. Thế là tao vừa đi vào gì? Tao vừa đi vào thủy cung. Tao đứng ở chỗ thủy cung đấy. Bắt đầu cái thằng nó bán hàng trên mạng kia. Ừ đúng rồi, ôi giống đây. Cứ ngờ ngỡ ra tưởng là giống nhưng hóa ra là thật. Thì mình bảo vâng, vâng, là em đây. Thì mình bảo vâng đúng rồi đấy. Đúng là thằng đấy rồi đấy. Xong người ta dòm ngó, người ta đứng người ta nhìn tao như một thằng điên luôn. Như địt mẹ mày là bắt như tao con chó. Như tao là một con chó gì? Cho cảnh ấy, kiểu như là yêu quý quá nhìn tao như một con chó đấy. Tao rất, cũng rất là ngại luôn. Ôi dồi ôi, thật sự là hâm mộ thật. Nhưng mà nhiều khi các bác phải biết là gì? Nó không được thoải mái, một là gì? Không gian sống. Hai là gì? Không được thoải mái lúc mình, ví dụ mình ra ngoài. Thật sự luôn, từ lúc em bán hàng quần áo, em được mọi người yêu quý giờ là em hiếm khi em bước ra đường. Hiếm khi em bước ra đường. Và cả cái gì, việc ăn cơm em còn không dám nấu cơm luôn. Em chỉ dám là mua đồ về nhà để em ăn. Đấy, thế là em rất là mệt mỏi luôn. Rất là mệt mỏi luôn là gì? Đi về quê cũng thế, đi đâu người ta cũng nhòm. Người ta bảo ô, thằng này sao mày cứ chửi người ta thế? Xong là nổi tiếng cũng ngại, rồi là xin chụp ảnh, là chung mặt các kiểu. Thề luôn, nhiều khi nhá, nhiều khi tao ngồi ngoài đường mà tao vẫn phải thế này. Tao đi ra ngoài đường mà ví dụ chờ xe chẳng hạn, chờ xe tao bắt xe chẳng hạn, tao vẫn phải ngồi. Nếu tao ngồi này, tao ngồi này. Đi mà mình như một thằng ốm chuẩn bị là vào viện. Một tay che mồm mà một tay che trán, còn không thì bịt khẩu trang và che mặt. Nếu như mà ngồi ngoài đường đợi xe thì phải rúc vào ngõ hẻm. Để làm gì người ta không phát hiện ra tao. Ăn uống là gì đây? Hôm nay mới xong, bịt khẩu trang, ăn nắm xôi. Đây, ví dụ cầm chai nước, uống nước. Nhìn xem có ai không? Không, bịt mồm, nhanh. Đang ăn dở mà người ta quay lại, người ta nhìn ta là địt mẹ mày thôi, là ngừng ăn luôn, là bịt mồm luôn. Không có ăn luôn. Đấy, em kể thì mọi người cũng phải thông cảm cho em. Quê em Hải Phòng nha mấy mẹ ơi. Áo là 90k nha. Nên là cái hôm đi Thiên Đường Bảo Sơn có rất nhiều bé là quý em luôn. Mỗi tội là em đang bơi. Khổ quá, em đi bơi mà em cũng không được thoải mái bà con ạ. Mấy bé nó cứ bu lấy em như là kiểu như là chó bu lấy cứt. Cơ kinh ngại luôn. Nó đi đâu nó cũng đi theo em. Bơi ở hồ cũng không được thoải mái. Nên là em cũng rất là ngại luôn. Nhiều người thì là
Nói chung là ăn uống không được thoải mái đâu mọi người ạ. Nên là mọi người cũng thông cảm cho em. Thì là mọi người cũng thông cảm cho em luôn. Thì em có thể là em chưa quen được. Hải Phòng rất nhiều cà phê luôn. Đồ Sơn nha mấy bé. Phát hiện ra thì chẳng làm sao cả. Người ta quý mình thôi. Căn bản là tính em không được thoải mái. Bởi vì sao? Tính em hơi bẩn bự ạ. Nhiều khi nó bựa quá lại mất hình ảnh, hình tượng của em nên em không có thích. Bây giờ nhá, đi sinh nhật bạn là cái gì? Bạn kêu uống bia uống rượu. Không, tao không uống. Không uống. Không uống bia, tao không uống bia, không uống rượu. Bỏ thôi. Thề. Người ta bắt ép thì uống một hai chén rồi. Không uống, không uống. Thề luôn, tao không uống bia, uống rượu gì nữa. Hà Nội nhà mấy đứa. Dạ em ở Tiên Lãng, Hải Phòng cơ. Đấy. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau hay thôi, chỉ một lời. Đúng rồi. Không Hùng Thắng. Nên là em sẽ kể. Đấy em bởi em tâm sự em kể cho mọi người một số cái chuyện là như thế. Thì là đấy. Thật sự là biết là mọi người yêu quý rồi. Nhưng mà nhiều khi mọi người cũng hơi là quá đáng một chút. Thật sự luôn em thấy là mọi người hơi là quá đáng. Trêu thì ok, trêu thoải mái. Nhiều khi nhiều cái câu nói của mọi người nó phát ngôn ra thì nó cũng hơi quá. Nhà em có trồng thuốc lào. Mọi người cứ hỏi đi. Hỏi mọi người ơi, nghĩ chuyện ra đi. Ví dụ mọi người hỏi ơi à, từ lúc anh nổi, ví dụ như là có nghĩa là này, từ lúc anh nổi tiếng có nhiều gái nhắn tin cho anh hay không, hay là trai nhắn tin với anh. Đấy hỏi một số câu hỏi đi, em trả lời cho nó vui vui nha. Ôi tâm sự đi. Hoặc là mọi người có hỏi là anh ví dụ như là anh bán hàng thế này cứ thế này thôi à, hay là anh có dự định gì không, hay như nào đấy, hỏi đi, hỏi đi, hỏi cho nó vui đi. Áo là 90k nha mấy bé. Hoặc là mọi người như là hỏi là anh có muốn như này như nào không, hỏi cho nó vui đi, trả lời cho vui nào. Hôm nay tự nhiên có hứng bà con ơi. Mà mình vẫn mình có nhận quảng cáo bia nha mọi người. Mọi người cũng thông cảm. Em review quảng cáo cái gì thì cũng thế thôi. Cũng là em cũng là kiếm tiền thôi. Nên là đừng có vào đây thắc mắc để là mẹ con mẹ gì. Hỏi chị Bích Phương. Từ lúc ta hổi tiếng chưa. Kể chuyện cho mọi người nghe. Chuyện vui. Anh chắc là khoảng là tầm hôm nay là năm à, năm này là năm năm bao nhiêu, 27 à 23 rồi à, chắc khoảng năm 30. Từ thi tao dậy thì đến giờ là tao đã được trịch rồi đấy. Ví dụ hỏi câu thế. Vâng em cảm ơn nha. Đang ế chưa có người yêu đâu thì... Xin lỗi em không đủ trình độ để mời chị Linh. Nên là các em đừng có hỏi là mời mời cái gì chị Linh. Con người sinh ra không được chọn cái gì. Người ta nói cái đéo thì tao quên mẹ nó rồi. Dạo này làm ăn vẫn là được, vẫn là đi bán lợ đều đều. Tóc này là làm 300. Chịch dạo. Đi khách thì chẳng chịu được chịch. Cả trai lẫn gái. Đúng rồi nhá, ui rồi. Lê Ngọc Huyền, tao thích câu hỏi của mày. Là nó hỏi rất là tử tế luôn. À mọi người ơi, năm nay là mình sinh, mình là sinh năm 96. Mình 23 tuổi. Và mình tên là Thoại. Đấy, tên Facebook là như thế luôn. Nói luôn để đỡ hỏi nhiều hẳn. Ra ngoài đấy vẫn hỏi anh tên gì. Có muốn cho cái giáp vào mồm không? Đây, từ từ đúng rồi. Mọi người ơi, thì là như thế này.
nghe như này. Nếu như mà em dự tính là em định bán quần áo, thì nếu như mà có tiền thì em ở shop, còn không thì là em sẽ dự định tương lai sau này của em là làm, nói chung là nó vẫn còn là mông xì, là mông lắm, mới có hơn một tháng em mới nổi thôi, nên là em vẫn còn mông xì lung lắm, nên là nói chung là em vẫn cố gắng để bán hàng kiếm tiền. Còn cái gì nữa, còn cái câu hỏi của con nào nữa? Làm gì có được là cán môn. Anh ở Hà Nội nha mấy bé. Uyên em ơi, tao ở Hà Nội nha mày. Tóc lại uốn, vừa uốn vừa nhuộm 300, nhầm, xin lỗi bà con. Perito ơi, mày muốn quảng cáo cái gì thì inbox cho tao. Hôm nay mọi người là em thấy mọi người là rất là hào hứng là muốn xem em livestream, thì hôm nay em cố gắng em livestream cho nó vui vui. Vâng, chị Nguyễn Chi ơi, em rất là chân thành cảm ơn chị. Con trai chỉ có thể đứng đái và đứng có thể đứng đái và ngồi đái, còn riêng con gái thì không thể đứng đái và ngồi đái được nha. Chiến tranh đã đi qua và một thằng tên là Lương Nhanh, hậu quả đã để lại cho nó sau chiến tranh rất là nặng nề. Em vô cùng thương tiếc, báo tin cho em Lương Nhanh nha. Là nếu như mà em có cảm thấy là em khó khăn, em có kiểu như là em khó khăn và em đang bị chất độc da cam, thì anh sẽ kêu mọi người là gì? Ủng hộ cho em vượt qua cơn khó khăn này, giúp em được bao nhiêu thì giúp, để cho em có thể trở về cuộc sống bình thường như mọi người. Đấy. Bố mẹ anh không ở cùng anh nha. À mọi người ơi, em cũng giải thích luôn, đây không phải nhà em đâu nha. Đây không phải nhà em. Nên là mọi người đừng hiểu lầm là em đang giả tạo, là bởi vì sao? Sau cái màn này là không phải nhà em. Sau cái màn này là không phải nhà em nha. Nhắc lại, không hỏi địa chỉ, không hỏi số điện thoại. Học quản trị kinh doanh mấy cưng ơi. Học quản trị kinh doanh bây giờ mới về bán quần áo. Lê Khang, em cảm ơn nha. Đúng rồi mọi người ơi, em thực sự là em cũng có ý định là em mở cửa hàng quần áo. Nhưng là lý do tại sao? Hai vấn đề, một ủng hộ không sao, nhưng nhiều người ta ghen ăn tức ở, người ta sẽ phá, nên em rất là sợ luôn, em chưa có ý định em mở. Ôi dồi ôi, nhiều ước mơ lắm. Có mẹ nào mời con đóng phim không? Có mẹ nào mời con làm ca sĩ không? Có mẹ nào mời con làm người mẫu không? Thực sự là con mơ ước rất là nhiều luôn. Bởi vì chia sẻ với mọi người luôn là ước mơ của em là gì? Em được thi vào trường sân khấu điện ảnh. Nhưng mà gì? Nhà em không có điều kiện. Bởi vì thi vào sân khấu điện ảnh mất rất là nhiều tiền, nên là em không có điều kiện để em học vào đấy. Vì là em còn phải đi làm thêm. Em nói chuyện với mọi người luôn là em đi làm thêm từ năm nhất. Cảm ơn Trần Đặng Đoàn, cái thằng Đoàn nha. Đây là em ước mơ, thực sự là em ước mơ. Nếu như mà em kể cho mọi người là ước mơ gì, từ năm lớp 12 là các bạn em cũng đã nói là tại sao mày không thi vào sân khấu điện ảnh. Em bảo là giờ nhà không có điều kiện là một. Cái thứ hai nữa là em cũng xác định em vừa đi làm em vừa đi học, nên là chắc chắn là học sân khấu điện ảnh không có thời gian rồi. Nên là thôi, em cũng xin thôi là à không. Còn một lý do là gì? Học dốt văn. Cô giáo suốt ngày chửi cho gì? Cái thằng thoại kia, sao lúc nào mày thông minh thế mà tại sao mà hôm nay mày ngu thế, là mày sao học văn rất là ngu. Cô gọi lên bảng, nghe biết cái mẹ gì cả. Đây là mọi người ơi, em ước mơ, em có một ước mơ, em có một khát sao là em được, em ước mơ là một lần trong đời là em được lên sân khấu làm diễn viên. Nói chung là mọi người ơi, trong showbiz thì mình không có biết nhiều, nên là thực sự là nói chung là nó rắc rối lắm, nên là mình cũng không có rõ đâu. Nói chuyện vui vui này mọi người thôi, thì là thật sự luôn là em cũng ước mơ là sau này em sẽ trở thành diễn viên.
Em cũng ước mơ em trở thành ca sĩ, em cũng ước mơ trở thành... Đây! Nói với mọi người nghe. Thật sự luôn, kể lại bộ là tham. Tính em là cái đéo gì? Cái gì em cũng biết một chút thôi, có nói chung một chút. Em... Mọi người biết em cao bao nhiêu không? Cao có 1m6. Mà em ước mơ làm người mẫu. Ôi chào mẹ ơi, em ước mơ em làm người mẫu mà em cao có 1m6. Nhưng mà em biết thân, em biết phận là thôi. Em cũng không có ước mơ cao sang để làm con mẹ gì. Ờ, cảm ơn thằng Đoàn nha. Đấy, em cũng ước mơ em làm người mẫu, nhưng em không làm được người mẫu. Nên em sẽ chuyển sang làm stylist. Nhưng mà em nói thật luôn là nói chung là học cái gì cũng khó, cũng cần tiền nên là nói chung em chưa thực hiện được con mẹ gì cả. Chửi thôi, em biết chửi thôi chứ em không có biết làm văn. Ta có 1m6 thôi. Nói chung là em đã bỏ rồi. Cái đéo thì em cũng biết một tí. Hát cũng biết hát. Hát cũng biết hát. Nói chung là hát thì cũng dạng hát karaoke thôi. Nhưng mà nói chung là em cũng, em có một ước mơ lắm. Em có một khát khao đó. Tổ sư mày, tao hốt 7 phút 2 triệu tao làm đéo gì. Toàn nghề trái phép với người. Ôi nói chung là ước mơ của em là gì? Ước mơ của em là thực sự luôn là gì? Là cái hồi cấp 2, cấp 3 là gì? Em là hay gì? Em hay là gì? Cầm đầu lớp. Học thì cũng được. Nói chung là em cũng không khen em là giỏi lắm, nhưng mà em cũng học cũng được. Được các thầy cô nói chung là quý. Nên là cái việc đéo thì em cũng cầm đầu. Nên là các cái thể loại chương trình là cái đéo thì em cũng có mặt. Chẳng qua là nói chung là có mình em làm nên là em không có được ấy thôi. Ôi rồi em cũng muốn lắm chứ, nói chung là chưa tính. Không, tao xin lỗi là tao ước mơ được hóa thân đàn bà. Đàn bà thì là bây giờ chúng mày phải mua quần áo cho tao thật nhiều để tao sẽ hóa thành đàn bà nha. Anh đi cùng chị Ánh. Không em ơi, anh đi cùng chị Ánh là anh chỉ đi có việc thôi. Ôi dồi ôi, 10:30 rồi. Đấy, là thôi hôm nay nữa, kể chuyện cho mọi người vui vui tí. Em giỏi nhất là môn toán, trừ môn tiếng Anh và môn, trừ môn văn. Môn văn, môn hóa. Môn tiếng Anh nữa là những cái môn em ghét nhất trên đời. Cứt có cứt bố mày đích thân ship cho chúng mày. Nghĩ gì tao phải ship cho bọn mày. Mèo mèo mèo. Nghe hãm lồn những cái con Trung Quốc sao tao ghét không biết được. Nghe thì mẹ điệu rớt ra. Học giả môn văn môn hóa. Đi thi em. Lại kể đi thi đại học. Lại kể đi thi đại học cho mọi người nghe. Nha. Tất cả chuyện đi thi đại học gì. Tính tao thì gì, cực kỳ thoải mái luôn và rất là, nói chung là hay giúp đỡ mọi người. Vâng. Tất cả cho bọn mình nghe là đi thi đại học là gì. Là tao đi thi đại học thì là cái đề của Lâm tao bọn tao rất là dễ. Cái đề của bọn ta là làm ta rất là dễ luôn. Nhưng mà ta lại có lý do cái gì? Là gì nhỉ? Ý là này. Ta vào phòng thi. Ta đi vào phòng thi thì là trong lúc là cô giáo phát đề thì ta đọc cái đề. Ta cứ ngồi ta cười tủm. Bởi vì sao? Đề quá dễ.
Để toán quá dễ với tao nha. Để toán quá dễ với tao, tao gửi cô giáo hỏi em làm sao em cười với bộ tao không có gì ạ. À? Trong vòng 30 phút tao làm xong cái đề toán thì bắt đầu có một con bé ở dưới, nó chắc là nó khoảng hơn tao 2-3 tuổi, nó đi thi kiểu cao đẳng lên đại học ấy, thì là nó mới làm gì, nó ngồi nó đọc đề. Nó đọc đề 15 phút đầu tao vẫn thấy nó đọc đề. Tao bảo ui chắc bà lại học giỏi lắm mới đọc đề kỹ để làm một lượt luôn. 15 phút đầu tao vẫn thấy đấy nó đọc đề. Lúc 15 phút sau tao làm được nửa đề thì bắt đầu là khoảng 30 phút. Quái lạ, bà lại làm đéo gì mà cứ ngồi đọc đề mà vẫn đọc đề nhá, nó vẫn đọc đề. Coi như kiên trì vãi luôn ra. Nó vẫn đọc đề chúng mày ạ. Nó vẫn đọc đề. Thì là tao tự nhiên tao bảo quái lạ. 30 phút rồi mà con này nó vẫn đọc đề. Tao bảo thôi cả mẹ nó đi. Tao ngồi tao làm. Nó làm khoảng gần xong rồi. Thì bắt đầu là tao quay ra. Nó làm được cái câu lim. Cái câu lim đoạn đầu tao bảo thôi thôi. Đi mẹ bà này là thôi là đéo biết làm cái gì rồi, là đi mẹ mày ngồi dở vào đọc đề thôi. Rất tri thức ngồi đọc đề cầm cái tờ giấy này chứ. Đấy, kiểu rất tri thức mình bảo, ôi chắc bà này giỏi lắm tí thôi. Mình câu làm mình đéo làm được thì mình quay mình xong mình hỏi nó. Đéo xong. Nó không xong, tao làm xong cái bài đấy khoảng được nửa thời gian là 45 phút. Thì là cái tại vì là tao cũng không phải là giỏi hẳn nên là tao chỉ làm được có 7 điểm thôi. Làm được có 7 điểm thôi. Thì là bắt đầu tao ngồi tao làm. Làm xong tao biết được thôi địt mẹ mày, con này chắc là chết rồi, thôi thì là mình tốt. Mình tốt thì mình cho người ta chép. Để nó cũng nói chung là chép được bao nhiêu thì chép, thì mình ngồi này. Mình đã ngồi mình này, giơ lên giở vào đọc kiểm tra này. Đúng không ạ? Ê, chép đi. Mình bảo, ê, chép đi. Vẫn ngồi yên như con chó. Đang trực xương. Vẫn ngồi yên như một con chó đang trực xương. Thế ta mới bảo là ê, chết mà. Mình cứ giữ lại thì cô giáo mới bảo là em làm xong chưa, lộp bài đi. Bảo, dạ cô ơi, em đang xem lại bài em chưa làm xong ạ. Còn cái câu một điểm khó quá em không làm được. Thì ta vẫn ngồi. Đấy, ta vẫn ngồi. Thế ta giữ này. Địt mẹ nó đéo chép chúng mày ạ. Thế là bị cái con cô giáo là bảo là em kia em không làm được thì em lộp bài em đi về đi. Thế là lên lộ bài rồi đi về. Ôi ôi, tao một địt mẹ mày, mất công bố mày phí. Ngồi 15, 20 phút cứ cầm thế này cho tao chép. Thì tao cứ nghĩ là bị chép rồi, tao thi khối A. Nhưng mà thực ra là tao bị sai, tao bị thay sai XY. Nên là bị mất 1 điểm chứ không được 8 điểm. Đấy. Nên là gì mọi người ơi, nói thật luôn là gì, học hành có thể trong lớp học thì không cho chúng nó chép cũng được, không phải không là chúng không cho chúng nó chép, mà là gì, học hành tốt nhất là chia sẻ cuộc sống với người ta, không cho chép nhiều trong lớp, không cho chép nhiều. Bởi vì lý do là sao, công mình bỏ ra mình học hành không bao giờ được cho chúng nó chép bằng điểm mình. Nhạt thì mày đi ra chỗ khác đi. Đấy, không bao giờ được cho chúng nó chép bằng điểm mình. Trong lớp chắc chắn bạn bè phải cho chép với nhau, nhưng không bao giờ được cho chúng nó chép để bằng điểm mình. Ví dụ như mình được 10, chỉ cho chúng nó 8 điểm nha. Không bao giờ cho được bằng điểm. Thật sự luôn. Bởi vì sao? Mình học giỏi, nó học khá thì mình vẫn khẳng định được là đẳng cấp của mình hơn bọn nó. Ok, mình vẫn được mang tiếng là bạn bè tốt. Ok, nhưng khi đi đại học, tốt hơn hết là gì? Tốt hơn hết là gì? Chỉ cho chúng nó được chép nửa bài của mình thôi, không mà được cho chép hết. Bởi vì sao? Nó vẫn còn ganh đua nhau. Làm sao mà mình phải đẩy mình lên top đầu, đừng bao giờ chúng nó chép hết là ngu nha. Thì cho chép ngu mới cho chép hết. Một bài sẽ có một câu khó và một câu hình, thì hai câu đó bỏ không cho chúng nó chép.
mọi người ơi, đi học hành lên mở tâm ra một chút, thương người một chút, đừng bao giờ sống ki bo. Những cái đứa nào mà học giỏi mà sống ki bo ta cực kỳ ghét luôn. Lên là gì, những cái đứa học giỏi như thế không mà tao chơi với nha. Kể cả dù tao có học dốt tao không mà tao chơi với, bởi vì tính cực kỳ xấu. Ôi dồi ôi, không bao giờ chép được mỗi đứa một tí đâu cưng ơi. Một khi đã gọi là cấp 2, cấp 3, trừ khi đại học thì chép một mỗi đứa một tí thì được. Nhưng mà cấp 2, cấp 3 thì không thể chép mỗi đứa một tí được. Này, phải nhìn mặt mà cho chép. Chúng mày là còn ngu, chúng mày lại không biết cho cách chúng nó chép à? Rốt thế. Giả sử như cái đứa làm nó làm được, nó đang được 6 câu. Nó quay sang hỏi, mày ơi cái câu này làm nào, thì đừng bao giờ trả lời nhá. Đừng bao giờ trả lời. Nó làm được 6 điểm rồi thì là đừng bao giờ cho chúng nó chép. Bởi vì sao nó chép nó lên được 7 điểm. Mà tự nhiên bài mình làm được có 8 điểm, có 9 điểm, thế có phải là ngu không? Đấy là thi đại học nhá. Đừng bao giờ. Phải hỏi bài nó trước là mày làm được đến đâu rồi, hiểu không? Xin lỗi mày đi. Đừng có nghĩ tao nhìn mặt này mà tao học dốt. Đấy. Thì mày ngu cái nào? Xin lỗi mày đi, là đừng bao giờ để cho ai làm tự chép bài của bọn mày, tự nhiên lại chép bài. Em phải biết làm chủ bài của mình, tự nhiên để nó giật. Ngu như con bò ấy. Có nghĩa làm sao mày phải nói trước với bọn nó này. Chúng mày học, ví dụ như tao cho chúng nó chép tao bảo gì. Chúng mày lên nhớ này. Chúng mày học hành, chúng mày học đã không bằng ai, không bằng người ta thì tốt hơn hết là chỉ chép được 6-7 điểm. Bởi vì sao? Chúng mày chép 9 điểm nhá, thầy cô chắc chắn là sẽ suy luận ra mày chép. Và lượt sau nhá, thầy cô nhá sẽ chỉ mời bọn mày lên bảng để làm bài tập thôi. Nên là tốt hơn hết là nhận 6-7 điểm đi, để mức an toàn, đừng bao giờ chép 9 điểm là gì. Thầy nào lần sau lên bảng là cũng bị lên bảng. Thầy cô giáo nó khái là gì? Ôi lần trước ví dụ như bạn Minh thi được 9 điểm mà hôm nay lên bảng làm cho thầy bài này, thế là bị ngu, hiểu không? Mỗi đứa một đề, cái gì mà mỗi đứa một đề? Thông minh lên chứ. Nói thật luôn, tao khẳng định với chúng mày luôn là gì? Tao không ngờ luôn là trên đời này là, nói chung là kiểu như là có, tao không khẳng định luôn là trên đời này có siêu năng lực. Chúng mày có bao giờ tin là trên đời này có siêu năng lực không? Có ai tin là trên đời này có siêu năng lực không? Có phải là gì? Tao ngồi bàn trên, nó ngồi bàn dưới. Thế đéo là nó vẫn chép được của tao chúng mày ạ. Sợ không? Úi dối, nó nhòm nhất đi em mày. Liếc này. Ôi, tao sợ luôn các bạn. Bố lại chết chuẩn, chết sợ thật. Mình thì địt mẹ phải cứ vạch cả cái lỗ mắt ra mà để chép bài. Siêu năng lực là gì? Những cái thần thánh chép siêu ấy, chép đẳng ấy. Ôi sắp muộn rồi, thôi ra. Có gì chuẩn bị tao đi ngủ đi nha. Thế rồi tí dọn này. Học giỏi và chuyện tán phét đâu có liên quan gì đến nhau, đúng không? Thôi, bỏ qua chuyện học hành, bây giờ là đến chuyện gì? Đến chuyện đi xem phim, đến chuyện về tuổi tác của tao. Tuổi tác của tao. Tao đã nói rồi, đừng, những cái đứa học dốt, đừng bao giờ chép để lấy 10 điểm. Lần sau bị gọi lên bảng nhá, không là tao làm con chúng mày, không gọi lên bảng tao làm con chúng mày.
Đây, tao kể luôn cho chúng mày về tuổi tác của tao là gì. 23 tuổi rồi. Bịt mẹ tao mà mặt giá. Kể chuyện đây là lần, phải là lần thứ 1000. Lần thứ 1001 tao bị người ta gọi là gì? Y như chúng mày gọi tao mày ấy là gì? Toàn bọn 2001, 2002 gọi xưng với tao là tao mày ấy. Là gì? Tao kể cho mày nghe. Đi xem phim. Mày chưa đại học bây giờ mày lại đổ vạ cho tao là đi xem livestream. Tao đã dặn chúng mày rồi là có học hành thì đừng có mà xem livestream của tao. Gì? Kể cho mà nghe. Tao đi xem dạp chiếu phim. Dạp chiếu phim thì đi theo đoàn. Là cái lúc mà mua vé ấy, để đi vào cửa hiểu không? Đi vào cửa hiểu không? Đi vào cửa mua vé thì là làm sao? Các anh các chị đi vào bảo tao là tất cả chúng nó vào hết rồi. Tất cả chúng nó vào hết rồi còn mình lại tao bảo mà anh chị ơi, phim này là phim 18 cộng à, thì là cho bạn cho mình xem chứng minh thư được không ạ? What? What the fuck? Ôi đi bè, what the fuck? Chuyện gì xảy ra với tao? Đi bè tất cả đứng lớp cười hớ hớ hớ, tao mặt một mình tao mặt đi bè đần thối như cục cứt. Đấy. Mặt tao đi bè ngần ạ. What the fuck? Mình chứng minh thư á, mình bảo mình đủ, mình 20 tuổi rồi bạn ạ. Thế là mấy tao 20 tuổi rồi. Thì là năm 20 tuổi rồi nó bảo là vào xem phim này 18 cộng thì phải trên 18 mới được. What the fuck, chuyện gì xảy ra vậy? Thế là tao bị nó không cho tao vào tao xem phim chứ. Thế bảo bạn ơi, bạn thông cảm mà bạn có thể cho mình xem chứng minh thư được không ạ? Mình mà bạn ơi, mình 20 tuổi rồi bạn ạ. Nhìn mặt mình trẻ lắm mà bộ. Dạ tại vì là phim này không được cho 18 tuổi trở xuống thì bạn cứ cho mình xem chứng minh thư đi. Thế tao bộ được rồi, cho xem chứng minh thư thì mấy đứa kia bảo là thôi anh đã 20 tuổi rồi còn xem chứng minh thư cái gì nữa. Thế là nó đẩy tao vào ấy, xong mấy con nhân viên cứ hứa ra mẹ điên thế không mới được. Đấy, còn nữa là gì, tiếp tục là gì, đi làm thuê cho người ta. Cái làm với tao cũng là tao 20 tuổi rồi. Mày biết chúng ta, người ta bảo tao gì không? Em sinh năm 2001 à? Ủa, what the fuck? Em sinh năm 2001 à? Phim 18 cộng có mỗi cái cảnh hôn nhau chứ có cái mẹ gì đâu. 2001 à? Ôi chị ơi, em 96 à? Sao nhìn mày trẻ vậy? Tao lại tưởng 2001 mà mày chưa đủ 18 tuổi mà mày đã đi làm rồi cơ. Mình bảo không, em bây giờ em 96, em 20 tuổi rồi chị ơi. Đấy. Nên là mặt tao rất là trẻ so với tuổi. Nên là mọi người thông cảm em là thỉnh thoảng em phải để râu cho nó già hơn tuổi xong một tí. Đấy. Đây là lý do tại sao tao để râu mà tao không có cạo này. Đây là nhắc lại nha, 23 tuổi rồi, không già không trẻ, một là đừng gọi, tôn trọng thì gọi là anh em, còn không tao mày cũng được, tao cũng thoải mái lắm. Nhưng mà riêng với người lớn, người ta xưng chị với tao, tao xưng thoải mái, chị em bình thường, rất là tôn trọng người ta. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là gì? Là nói chung là hầu hết là toàn trẻ trâu đi vào yêu quý tao thôi. Nên là nó cũng ok thì cũng nói chung mà cũng tao cũng thích tin để nói chuyện cho nó dễ dàng đơn giản. Gặp mấy chị lớn tuổi thì là cứ phải xưng chị vâng vâng thì nó cũng hơi, nó không được, nói chung là tính tại cứ thoải mái cơ. Đấy. Cho nghe với em trai.
Đây là mọi người ơi. Mọi người ơi, ai mua hàng thì vào album ảnh cũ của em xem hàng nha. Hôm em livestream hơi bị lâu đến mấy tiếng đồng hồ rồi đấy. Shit. Đấy. Áo đỏ 90k nha. Mọi người ơi, hạn chế nhắn tin, hạn chế nhắn tin tán phép với em thôi, em không có thời gian để tán phép với mọi người đâu. Đây, chuẩn bị đi ngủ đây mấy đứa ơi. Mệt lắm rồi. Mọi người ơi, nếu như sau này dù em có bán quần áo nữa hay không, hay là em chuyển sang nghề kinh doanh khác, hay em làm cái gì khác, thì mọi người nhớ ủng hộ em nha. Mọi người ơi, nhớ ủng hộ em nha, đừng bỏ rơi em. Em bỏ rơi em là em buồn lắm. Một mình em lang lang thang trên, lang thang ở đường Trần Duy Hưng, không có khách, em biết đi vào tay ai. Mày muốn là mày sẽ tàng hình trong lớp đúng không? Đứa nào mà muốn tàng hình trong lớp nó phải học giỏi. Những cái giống học giỏi thầy cô đéo bao giờ để ý luôn. Khẳng định chúng mày luôn. Chúng mày có tàng hình, chúng mày có chạy nhảy gì thầy cô đó không bao giờ để ý đâu. Nên là mọi người ơi, nếu như mà em có bán quần áo, em có làm gì thì mọi người vẫn ủng hộ em nha. Không mua không được, ủng hộ tinh thần em được, em không cần nhiều. Ok nha. Nên là bye bye mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Ôi la la. Có ship Hải Phòng, ship toàn quốc cứ hỏi. Không đâu, ta không ăn đâu. Không bao giờ nhận, không bao giờ nhận không của ai một cái gì. Ok nha, nếu mọi người ơi, nếu như mọi người cảm thấy là nghĩ ra được cái chủ đề gì để em làm thì em sẽ làm chủ đề vui vui cho mọi người. Coi như là lúc giải trí không bán hàng thì là xem em cho nó vui. Kiểu như là mặt cái gì con phò quốc dân ấy. Mọi người hiểu không? Để có nghĩa là làm sao mà em kiểu như là con phò quốc dân ấy lúc nào cũng xuất hiện trên Facebook ấy, để cho mọi người là lúc gì, lúc buồn và xem, lúc cãi nhau người yêu cũng vào xem em cho nó vui lên, cho cuộc đời nó vui vẻ lên, hiểu không? Đây. Chị ơi, áo đây. Chị băng bóng mưa. 90k. Ship toàn quốc. Anh bán thuốc học giỏi, tao có bán làm gì có bán thuốc học giỏi, có do cái đầu. Nha. Thôi bye bye mọi người. Chúc mọi người một buổi tối thì là ngủ ngon. Ai trịch chuẹt thì trịch đi nha. Ok mọi người ơi, nếu như mà em có trang thì là mọi người nhớ vào là ủng hộ cho em. Không, ăn là tao có nhu cầu tao tự mua, không cần ship.